cuộc đời có nghĩa gì đâu, nay còn may mắn có chi của mình. Không, cuộc đời có nghĩa gì đâu, nay còn may mắn có chi của mình. Thì rõ ràng không? Bữa nay mình nói chồng tôi nè, chồng tôi nghe, chồng em á nghe chị, chồng em đẹp trai dễ thương lắm. Ngày mai nó đi theo con khác, còn chồng em không? Trời ơi, nhiều người mình mến mộ chồng mình là chồng một người đàn ông đặc biệt, mà một người đàn ông ra lăng biết thương yêu vợ sao sao lo gia đình. Chồng mình thương chồng mình, chồng là số 1. Vậy mà đùng cái nghe chồng có vợ nhỏ, le lưỡi cắn hết sức. Cắn lưỡi nó bị tổn thương nặng nề. Có nghĩa là trong cái cuộc đời này, quý vị nhớ là quý vị đừng bao giờ đem hết cái tâm trạng mình dành cho một người nào đó trong cái cuộc đời này. Quý vị sẽ dễ bị thất vọng và mình sẽ bị tổn thương lớn lao lắm, hiểu không? Chúng ta dù có dành tình cảm bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng phải chừa phần cho mình chứ. Mình không có kêu chừa cho ai mà chừa cho mình một phần sống. Chứ đừng có bao giờ mà đem hết tâm can mình dành cho người ta, rồi lỡ người ta trong cái cõi đời này người ta vẫn còn phàm phu, người ta chỉ cần lặt lọng gì một cái thôi mình sống sao nổi đây. Nhất là tổn thương về tình cảm là nặng nhất. Thấy giống như mình trên núi cao mà gớt xuống vậy quý vị. Thấy không? Nên phái nữ đâu á, nam gì cũng vậy, ai cũng phải chừa cho mình một phần sống, chừa cho mình một con đường để mình đi một chút. Thấy không? Đó, vậy thì cái cuộc đời này á, quý vị, sống nó đặc biệt lắm. Nói đây là nói về chung đạo, còn nếu như cái người thật sự tu giải thoát, khỏi cần luôn. Cần nghĩ gì? Gạt mình cũng là mình đã từng gạt người thôi. Cái này là mình nói mình phân tách rõ ràng, người mới biết tu. Bây giờ cái người mới biết tu và cái người tu lâu hoàn toàn hiểu nhân quả, và cái người hiểu nhân quả ít. Thì cái này là cái bài học tập mà có thể phân tách tùy theo căn cơ. Có khi mình bị người ta gạt mình không có sao, nhưng người ta bị gạt là nguy hiểm. Quý vị biết rằng như chùa mình, như Đức nói, tất cả xe đều phải để giấy xe trong xe. Vì sao? Lỡ ăn trộm lấy được chiếc xe thì bán có tiền nhiều chút, tính giùm cho ăn trộm luôn. Thật sự mà nói, cái công mà gìn mò mà lấy được chiếc xe, mà chiếc xe mà không có giấy, gã xe có bán được có nhiêu tiền đâu. Mà cái giấy xe mình cũng không chạy được, thôi mình đưa cho người ta để người ta bán được có tiền nhiều, người ta nuôi vợ con người ta. Thì cái nợ của mình trả đời này cho nó mau phước cho rồi đi. Còn nếu như bây giờ mà mình chừa cái giấy xe trong túi riêng, mà nó lấy chiếc xe được thì nó cũng có trả chiếc xe cho mình đâu. Nó ra chợ chờ, nó rã, nó bán không được nhiêu tiền. Cuối cùng nó nuôi vợ con, nó chưa thấm vào đâu. Thì cuối cùng nó lỡ nó tìm mình nữa, nó vớt thêm chiếc nữa. Giống như chùa mình cách nay 3 năm về trước có mắc một chiếc xe Honda ngay chỗ khu tăng. Cái xe chiếc quay mới mua để cho đó rồi nó lấy. Mà phụ cấp đó nghe là mình chưa cỡ mở tâm tư, mình để giấy xe trong cái chỗ giấy xe riêng biệt hết quý vị. Cuối cùng cái Những Đức thông báo lên ngày Chủ nhật, Những Đức nói anh ăn trộm nào lấy xe thì tôi có để cái giấy xe ngay chăn chỗ cái cửa cổng chùa tuốt ngoài trước treo toàn ten á. Anh cứ ra ngoài đó anh lấy đi, rồi xong anh kết hợp lên bán chiếc xe cho nó có giá một chút nghe. Vậy đó quý vị. Mà ghê thiệt chứ, chiều lại giấy xe mất tiêu. Giấy xe mất tiêu thì ra rõ ràng người ta đang gìn gặp ở đây. Gìn gặp ở đây nghe. Mình nói công nhận mừng ghê. Chứ nếu không thì cái giấy xe này cũng có chạy được đâu, cũng vứt bỏ. Mà không có giấy xe bán cái xe không được nhiêu tiền chứ á. Thấy không? Thì mình nợ trả chưa xong lần sau lỡ lấy nữa. Vậy đó mà một lần lấy chiếc xe đó rồi tới giờ chùa không có mắc xe nữa. Chắc trả đủ. Trả đủ quý vị. Nên con người mình á, mình đã hiểu Phật pháp rồi thì mình con người mình đi sâu lắm. Đã hiểu Phật pháp rồi rất tự tại. Bây giờ quý vị, bây giờ nói nè, làm cực quá trời luôn mua được cái xe Honda, chiếc SH hay là chiếc Tayga gì. Vừa mua được mừng quá trời, làm cực lắm mới mua được chiếc xe, hiểu không? Quá nặng cái của này. Quý vị trong lòng nghĩ nếu cái xe này bị mất đi thì sao? Không lẽ chúng ta không sống nữa hả? Hiểu không? Bây giờ có tiền thì mua được chiếc xe, mà nếu mất chiếc xe thì chúng ta cũng phải sống thôi. Rồi từ từ chúng ta phải mua xe khác thôi, đúng không? Tại cái số mạng mình là mất xe là phải mất xe. Nên con người chúng ta bất cứ cái gì mất mát trong cái cuộc đời này đều phải có tâm bố thí. Mắc rồi có tâm bố thí nhưng là hay hơn. Nếu như mình mắc rồi mình nói cái thằng ăn trộm lựu đạn, cái con ăn trộm lựu đạn, tiền của tao cực khổ cắt mua được cái xe mà mày lấy cái xe của tao, mình chửi sùm. Phải chi mình chửi nó mà nó đem nó trả cho mình. Mình chửi xong mà nó đem lại nó nói chị ơi anh ơi, chửi gì mà đau đớn quá thôi trả xe lại nè.
thì mình cố gắng mình dùng hết tâm lực của mình để mình chửi nó chặn để cho nó trả xe. Con này mình chửi nó cuối cùng mình nghe không à, còn xe thì nó cũng lấy mất tiêu. Thì thôi, nó lấy rồi xong mình nói ai với đạo Phật bố thí cho ông đó. Có tâm bố thí phước cho rồi đúng không? Nên những đức mới nói nè, có tâm bố thí là trí tuệ đúng không? Khi có tâm bố thí là trí tuệ rõ ràng chưa? Còn nếu không có tâm bố thí quý vị đố mà có trí tuệ là tối tâm liền, mắc cả chì lắng chài, mắc rồi mà còn chửi sùm, còn chửi cho mình nghe nữa chứ. À, có những người mắc của rồi đi chửi vợ nghe, chửi con nữa, chửi sùm gia đình, nhưng gia đình lộn xộn lu bu lên thấy không? Nên không có trí tuệ, nó xảy ra nhiều vấn đề. Đó, chúng ta học Phật pháp quý vị thấy nói thì vui vui, nhưng mà cái làm này cũng cả một vấn đề chứ không dễ đâu nghe. Nên phải rèn á, phải rèn dữ lắm. Và thấy ra rằng rõ ràng chúng ta học Phật phải tin sâu nhân quả quý vị, tin sâu nhân quả. Nên cái cơ hội của một đời người, khi chúng ta có cơ hội để mà tu phước tu duyên đúng nơi đúng chỗ thì đây cũng là một cái việc không dễ đâu chứ vị biết đó. Nhận đức thấy rõ ràng, giống như có một cái chú ở trên thành phố, tự nhiên lúc đó trong lòng những đức nói chùa mình những đức cần có một cái dàn lọc nước, mà dòng cái dàn lọc nước nó phải tương đối lớn chứ không phải là bình thường được, chùa mình đông người. Thì tự nhiên biết cái thằng ở trên thành phố cho nó trẻ lắm, nó 32 tuổi thôi, nó là công ty mà công ty của nó luôn và làm cái dàn lọc nước luôn. Thì vị biết rằng không biết sao nó trong lòng nó nói là nó rất là muốn cúng dường cái dàn lọc nước mà nó mới phát triển được cái dàn lọc nước này. Mà bây giờ nó muốn cúng ngôi chùa, nhưng mà nó muốn kiếm ngôi chùa nào mà phải làm sao tu hành. Nó nghĩ vậy á. Và tự nhiên sao nó đi lên trên Đà Lạt. Lên Đà Lạt xong cái nó không có chỗ nào nó cúng. Xong nó ghé ngang Vũng Tàu. Nó ghé ngang đây cái nó đi, nó kiếm nó tìm, nó đến chùa thấy chùa ít người không, nó không cúng. Cái nó lăn lóc nó xuống tới dưới đây. Cái nó ghé cái chợ cách đây khoảng 3 cây số. Cái nó hỏi ở đây có ngôi chùa nào mà đông đúc người ta tu không? Cái nhiều bà biết chùa mình, tại vì cái chương trình khiếm thị nhiều bà đi ngoài ở ngoài chợ đi dự. Bà nói có ngôi chùa đông dữ lắm, mà phải chạy vô tuốt ở trong khu công nghiệp mới thấy ngôi chùa đông dữ lắm, anh chạy vô đó đi. Thì bắt đầu là nó chạy thẳng vô đây. Cái nào nó cái lúc đó những đứa đang ăn cơm với đại chúng, ăn cơm xong những đứa nói chuyện xong anh nghe là anh phái liền. Bắt đầu anh gặp những đứa anh nói thầy ơi, con phát tâm cúng cho nhà chùa một cái dàn lọc nước. Anh cũng như Đức nói công nhận thiệt, ghê thiệt chứ. Làm việc Phật pháp vừa nghĩ cái có liền, ghê thiệt chứ. Bắt đầu là nó đem dàn lọc nước lên nó cúng cái dàn lọc nước quý vị. Mà cái thằng nó nói một câu nè, cái dàn lọc nước cúng nhà chùa lạ thiệt, tính ra 6 năm chờ. Thường dàn lọc nước trong vòng 6 năm là nhất định phải đổi nhiều đồ trong đó, nhưng riêng cái dàn lọc nước của nhà chùa sử dụng lạ thay, mà dùng quá nhiều. Chùa mình thì tổng cộng là hơn 1.000 người dùng nước, rồi thêm hàng Phật tử ở ngoài vô hứng nước nữa. Mà trong khi nước ở chùa mình nó lọc ra sạch, mà nó nói là lạ lắm. Trong vòng 2 năm là nước của người ta lọc ra, là cái dàn lọc nước là nước nó lọc không được sạch như đầu tiên. Nhưng mà lạ thay là chùa mình 5 năm chờ mà cái dàn lọc nước nó vẫn lọc sạch như ban đầu luôn. Nó nói là quá lạ, mà thêm tất cả đồ dùng ở trong cái dàn lọc nước nó không hư. Nó không có hư. Thêm cái nữa là nó lọc nước rất nhiều, mà nó lọc rất là sạch, mà nó đem nước của chùa, nhà chùa lọc ra mà đem về nó thí nghiệm ấy vị. Thì nó nói là nước của nhà chùa mình mà lọc ra nó sạch đến mức mà nó sạch như là những hãng nước cao cấp nhất. Quá lạ thường, nó nói công nhận là lạ. Nhưng Đức nói không có gì lạ cả, cái này nhà khoa học đã thí nghiệm rõ ràng rồi. Nhà khoa học ông Giang Bổng Thắng người Nhật Bản đã thí nghiệm rõ ràng rồi. Tâm địa thiện nó làm cho từ trường này tốt. Tâm địa thiện bưng một ly nước uống, tâm địa ác bưng một ly nước uống, cũng là một ly nước, nhưng cái tâm địa thiện và ác uống hoàn toàn khác. Một cái người tâm địa thiện uống một ly nước vô là mỹ vị, một cái người tâm địa ác uống một ly nước vô là độc dược. Quý vị coi bây giờ cái dàn lọc nước của chùa mình để máy niệm Phật xuyên suốt 24/24. Người được đặt trách làm dàn lọc nước là kỹ, nhưng Đức nói phải kỹ lưỡng sạch sẽ, lau chùi mỗi ngày. Bước vào cái dàn lọc nước là cái nhà đó sạch bóng, máy niệm Phật niệm xuyên suốt, nên lọc nước ra sạch, cực kỳ sạch, mà máy lại không hư luôn. Lạ chưa?
Đây là cái điều thí nghiệm 100% luôn. Nên tâm địa thiện cực kỳ quan trọng cho hoàn cảnh. Nên quý vị khi ngồi ở đây nè, quý vị nhớ nghe, tu xong một thờ nửa tiếng lễ Phật, cuối cùng rồi đi ra phóng sanh cúng tế thực, quý vị biết nha, cái cảm giác quý vị tích tụ được cái năng lượng này nó không đơn giản chút nào. Bao nhiêu con người đang ngồi đây, người ta không có dụng ý ác nhiều. Ai mà nghĩ ác cái gì trong đây? Bây giờ bận cái áo tràng lên rồi nghĩ ác cái gì đây? Tự nhiên con người lúc này là nó dằn xuống hoàn toàn những cái tâm ác xuống. Mà nó dằn được những cái tâm ác thì phát những cái thiện không nói gì. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người đem phần nhiều thiện, mà thiện nhiều như vậy kết thành một đại từ trường của đại thiện. Mà mình ở trong cái đại thiện thì quý vị nghĩ cái tâm trạng vì cỡ nào chưa? Nó tuyệt vời cỡ nào chưa? Trời ơi quý vị coi. Nên á, mình á, phải thường phát tâm thiện và phải có tâm bố thí. Mọi mặt bố thí phải làm. Thì cái thằng đó nó cúng dường, quý vị thấy đúng chỗ không? Nó 5-6 năm nay cái vàng lọc nước đúng chỗ vô cùng. Nó nói từ khi nó cúng dường cho chùa mình và nó cúng dường thêm 2 chỗ nữa, nó đến 2 chỗ kia trong lòng nó buồn vô cùng. Vì nó cúng cho cái vàng lọc nước những cái chỗ kia thì người ta không dùng bao nhiêu mà để dơ giấy bày hầy. Thì những đức nghe nó nói gì, những đức hiểu ra rằng khi người ta cúng dường cái gì cho mình mà mình để bê tha là tâm trạng ta rất là buồn, thiếu sự tôn trọng. Còn nó thích chùa mình luôn, và nó dẫn vợ con, mẹ cha bên vợ bên chồng đến luôn, và tự nhiên biết niệm Phật luôn. Chỉ cúng dường vàng lọc nước cho chùa thôi, vậy mà giờ cả nhà tu luôn. Còn quý vị biết nó cúng dường cho 2 chỗ kia thì sao? Là nó nói là nó nghĩ đến luôn. Tại vì sao? Vì bỏ bê cái vàng lọc nước của nó buồn quá, nó nghĩ đến luôn. Thấy không? Thì qua cái trường hợp này, những đức nhìn thấy rõ ràng cúng dường cũng phải đủ duyên. Có những người, người ta bỏ một số tiền rất lớn xây một ngôi chùa luôn. Người ta giàu, người ta bỏ tiền xây một ngôi chùa luôn. Nhưng mà xây lên một ngôi chùa chỉ có 1-2 người trong ngôi chùa đó để mà quét lá đa hoặc là giữ chùa, đúng không? Hoặc là chùa mà gom góp tiền du lịch này kia thôi, đúng không? Thì rõ ràng là quý vị cúng dường cũng phải là đủ duyên, phải là gặp duyên, gọi là gieo hạt đúng mảnh đất tốt. Mà gieo hạt đúng mảnh đất tốt thì cái cơ hội để phát triển và ra qua kết quả thì ta chắc chắn. Còn nếu như gieo hạt mà nhằm cái mảnh đất khô cằn thì hạt giống này cứ như chết queo luôn, mất cả chì lẫn chài luôn, hiểu không? Gieo hạt xuống mà không thu hoạch. Nên từ nào đó cúng dường bố thí cũng phải là gặp duyên. Gặp duyên mới làm được. Có khi tìm mà tìm không ra, nhưng có duyên gặp được, đủ duyên là. Nên từ nơi đó, thí dụ như bây giờ Hòa Thượng Ngài xây chùa, cái tâm của Ngài phát như biển cả. Chúng ta không có biển cả, bây giờ chúng ta có nước kênh, nước sông hay nước lưu, chúng ta múc miếng đổ ở biển. Chỉ cần có một cái tâm vậy thôi, quý vị biết cái phước duyên cỡ nào chưa? Nó hòa nhập. Nên từ nơi đó phước duyên mình cực kỳ lớn phát ra liền. Nhưng mà làm đừng cầu phước luôn, thì phước đó trở thành thanh tịnh phước. Mà thanh tịnh phước nó thù thẳng lắm, quý vị biết nè. Có những khi quý vị cúng dường sẽ không bao giờ tiền tài đến. Nhưng tiền tài không đến, nhưng có cái đến, đó là gì? Bình an đến. Quả tay đi. Tại vì sao? Nhà quý vị toàn là con hư. Khi quý vị cúng dường tiền không đến, vì quý vị cúng dường có phước, có huệ, nên Phật điều tiết cho quý vị không cho tiền nữa. Vì nhà quý vị đủ ăn rồi, cho tiền nữa gia đình này sẽ rắc rối, rắc rối. Từ nơi đó mà cái phước nó chữ lại, khi hết nó mới có. Quý vị biết rằng Phật từ bi mà đâu có cho mình để mình chết, hiểu không? Nó cho đủ sống là ngon nhất. Nên những đức nói rằng chúng ta là người nghe đạo, người tu nghe, không thiếu nợ là hạnh phúc nhất trong cuộc đời này, 100% luôn. Đừng giàu quá, đừng thiếu nợ là được rồi. Chỉ cần có cơm ăn áo bận, đừng thiếu nợ. Đừng thiếu nợ, đừng bao giờ nghĩ rằng bây giờ tiền người ta cho mượn lãi ít quá. Mượn vẫn là nợ, lãi ít cũng không mượn luôn. Không có thiếu nợ, có nhiều ăn nhiều, đó là hạnh phúc nhất. Những đức nói với vị nghe nè, những đức hưởng được cái hạnh phúc khi đi vô chùa mười mấy năm nay nè. Những đức hiện tại là bây giờ mình nói về cái nợ đời, cái nợ gì thì tôi không biết, hay cái nợ nhiều đời nhiều kiếp, cái chuyện đó thì mình không biết nổi đi.
thì có nợ mới đến đây đúng không? Nhưng mà hiện tại những đức không có thiếu nợ ai về tiền bạc ha. Nên những đức bình an vô cùng, lúc nào chết cũng được chứ nha. Tại vì đâu có thiếu nợ ai đâu. Thì còn sống thì làm ngon lành thôi, chết rồi thôi. Nên những đức nói cho quý vị nghe nè, khổ nhất của con người là thiếu nợ. Nhưng con người bây giờ là gây dựng nợ để khổ. Cứ nghĩ gì, chiếc xe này 1 tỷ, kiếm 250 triệu là mua góp trả góp được rồi. Cầm chiếc xe đi quên mất tiêu là đổ xăng, ghê chưa? Nên nó gọi là mua được con trâu mà không có tiền cho con trâu ăn thì cũng chết. Quý vị coi đó, mua được chiếc xe mà không có tiền đổ xăng sao dám chạy. Đem chiếc xe về chùm mền nhưng trả tiền góp 700-800 triệu đó, trả suốt mấy năm trả tiền trả hết nổi. Cuối cùng lo chiếc xe ra bán lỗ, đưa tiền lại vẫn còn nợ ngân hàng. Quý vị thấy khổ chưa? Bây giờ chúng ta không đủ tiền mua chiếc xe hơi, mình mua xe Honda. Mua xe Honda mình chạy đi, chừng nào mình đủ tiền mua xe hơi mua, hiểu không? Mà đủ tiền mà mua làm sao mà còn dư tiền mới mua. Còn nếu như mà mua mà hoàn toàn đủ thì đừng có mua. Đủ rồi thì phải lo nữa, đủ rồi phải lo tiền đổ xăng, hiểu không? Ở chùa mình đi xe quá trời luôn, những đức biết mà đổ xăng kinh khủng luôn. Đây là tập thể của người ta mới chịu nổi. Chứ những đức nói cái người bây giờ nhiều người mà đi xe hơi mà kinh tế mà nó không ổn định, đố dám đổ xăng. Không đổ xăng nổi. Trời ơi, chiếc xe 16 chỗ chùa mình hồi cấp trước đổ có 1.7-1.8 gì, mà này nó vớt 2.7 mới đầy bệnh. Nào, rõ ràng cái nó kinh khủng chưa. Mà chùa mình tổng cộng là hiện tại bây giờ là 7 chiếc xe của tất cả đạo tràng, 7-8 chiếc. Quý vị biết một tháng lo bao nhiêu chưa? Tại vì đây là phương tiện cần sử dụng, chùa mình chở đồ quá trời mà. Sao xe Honda đây? Bên kia chở đồ đạt qua, bên đây chở đồ đạt qua, nó chở tới chở lui, nó chở thường xuyên như vậy đó. Rồi mấy cụ này kia đồ mình chở đi nữa, quý vị coi thấy không? Đó, nên cần sử dụng đó. Nên những đức nói với quý vị nghe, đừng có gì một cái của mà thiếu nợ phải lo. Mệt lắm, không có tiền thôi. Bây giờ chúng ta không có tiền mua được chiếc xe Honda, mua xe đạp đi đi, đỡ tốn tiền, đủ xăng, chạy từ từ. Hiểu không? Nên từ nó đó, chừng nào có tiền thì mua. Quý vị chỉ cần không thiếu nợ là quý vị ăn ngon ngủ yên liền, không nói vòng vo chứ. À, khổ nhất là thiếu nợ. Thiếu nợ thì tối về ngủ cái là sao? Ê trời, tiền bạc gì đâu nợ nặng. Tiền bạc nợ nặng gì đâu. Nghe thầy Đức nói bố thí càng nhiều. Tiền đâu bố thí đây. Nó nặng nề kiểu đó, phải sao tu? Không tu được luôn. Thấy không? Nên gói ghém lại cho nó gọn nhất để mà sống. Nên những đức nói nghe mấy cô mà nghe Phật Pháp, mấy chú mà nghe Phật Pháp nghe. Nếu mấy cô mấy chú mà biết cái lối sống của cuộc đời này thì tuyệt lắm. Trời ơi, người ta thì khổ lắm, còn mình sung sướng vô cùng. Khỏe re, ăn không có nhiều đâu. Yên tâm đi, ăn chay không có nhiều tiền chứ á. Mà ngộ thay là vợ chồng mà biết tu hết dân là xài tiền ít xịt à. Xài tiền ít vô cùng luôn. À, những đức nói từ khi biết tu là xài tiền ít lắm, không có xài nhiều. Ngày xưa xài tiền nhiều là toàn do đi chơi không à, mà xài tiền nhiều. Mà khi ăn mặn đi chơi là nó đua đòi tùm lum nên xài tiền nhiều. Rồi ăn mặn đi chơi là giao du bạn bè nên có qua có lại nên nó xài tiền nhiều lắm. Nhưng mà từ khi ăn chay người ta cũng không muốn mời mình nữa. Lạ thay, khi mình ăn chay rồi người ta không muốn mời mình. Bạn bè nó gặp mình nó tránh vô khác, nó không dám rủ mình, tại mình có nhậu đâu rủ mình. Nên mấy ông mà muốn khỏe là ăn chay đi. À, ăn chay đi. Nhận đức nói thiệt nè, Nhận đức là một con sâu rượu ngoài đời nè. Một ngày là ít gì cũng phải 3 tăng. Đó, một ngày là nhậu 3 tăng đó. Còn về quê là Nhận đức lấy mà rượu đế cho đức tắm luôn á. Tại Nhận đức thấy gà nó phun rượu á, Nhận đức thấy vậy lấy rượu chế vô đầu rồi tắm chơi vậy đó. Thì biết là văn nhậu cỡ nào chưa, miền Tây mà. Vậy đó, mà khi Nhận đức mà đi tu rồi là Nhận đức thấy đúng là sung sướng thiệt. Trong vòng 3-4 năm là thấy đầu óc nó phát triển lạ thường liền. Ừ, đúng là Phật nói càng uống rượu thì càng mê mờ, càng mất lý trí, thấy chưa? Mà rõ ràng mấy ông, mình mà uống rượu vô mình thay đổi tính tình lắm. Lúc mà không uống rượu dễ thương lắm. Em anh dễ tính vô cùng, nấu gì cho ăn cũng được chứ. Vậy mà nhậu vô là khác nha. Nhậu vô đúng là người ta nói nhậu vào lờ ra mà ra tầm bậy không à. Lờ ra tầm bậy không à, còn mình không nhậu mình nói đàng hoàng. Mình nhậu vô mình nói bậy lắm nghe. Tầm bậy vậy đó.
Lúc mà chưa uống rượu vô gặp vợ người ta thì gặp vợ bạn được kêu à, chào thím hai, chị ba à, nhưng mà uống rượu vô xịn ấy, nhìn... Lạ chưa? Mà nó kỳ cục vậy, mà rượu vô là nó kỳ cục. Đời Phật đưa cái giới uống rượu là người giới. Đúng ra là uống rượu, có nghĩa là uống rượu nó không liệt kê vô năm giới đâu. Nhưng mà Phật dùng cái giới uống rượu là người bốn giới kia. Uống rượu vào nó phá luôn bốn giới kia. Nó nên từ nơi đó mà Phật dùng cái giới uống rượu là cái giới người ấy. Uống xỉn đi rồi sẽ thấy nó lạng quạng liền á. Nó lúc mà mới đi đám cưới, mới đi đám giỗ, bận đồ đồ ngon lành lắm nghe, đi đồ nghe. Ở dưới quê chuyên gia quê miền Tây chứ biết quá mà. Đi đám giỗ gì cũng kiếm bộ đồ mới mà để dành bận vô nghe. Bận vô ngon lành đi đà hoàng lắm. Đi đồ qua cầu đồ đi đồ từ từ đồ đi đồ gặp người đồ chào đồ đàng hoàng lắm. Vô ngồi nhậu một chút rồi anh ly em ly. Anh ly em ly một chút, tao ly mày ly. Mà thường ở dưới quê ưa cái vụ mà cha vợ với con rể nhậu à. Mới vô thì ba con kính ba thằng ly. Có lễ lắm nghe, con kính ba thằng ly. Một chút rồi cũng còn con kính ba thằng ly. Nhưng mà khoảng mười mấy ly sao mắc ha. Tao kính mày ly. Mà thằng cha nó nói là tao kính mày ly. Thì xong là con nó nghe nó cũng quên mất tiêu, nó là con luôn. Nó mới nói ngược lại, nó nói là vậy thì mày kính tao thằng ly thì tao cũng kính mày ly. Thấy chưa? Là hai cha con chút mày tao chơi nhau kịch liệt luôn. À mà uống rồi một chút cái bắt đầu là thằng cha tức lên, cha nói mày là cái thứ mắc dạy. Con mà bây giờ mày uống chút mày nói mày xưng tao với tao luôn. Nó à ông chữ tôi mắc dạy, cha mẹ tôi có dạy nhưng mà do tôi không nghe. Mà ông chữ như vậy là ông chữ cha mẹ tôi, ông mới là cái thứ mắc dạy, ông biết không? Rồi là hai cha con uống lộn luôn vậy đó. À có không? Có đó cho vị biết đó. À, những đức nói vị là rất nhiều gì những sự việc này luôn xảy ra đó. Đó thì thấy không? Nên mình á, là một người lớn tuổi, trưởng bối, chúng ta đừng có chơi gần gũi quá nhiều đối với trẻ con. Tuyệt đối cái chuyện ăn uống đơn giản thì được, nhưng cái chuyện mà nhậu nhẹt đừng có ngồi nhậu với mấy đứa nít nhiều. Ngồi nhậu đây là nói cho mấy cái ông mà khắp nơi nơi mấy ông nghe, chứ mấy ông đây thì biết à. Ngồi đây mà không biết nữa thôi. Thấy không? Thì đừng bao giờ ngồi nhậu với con ghế hay là con cái. Nhậu một chút rượu vào lờ ra nó tầm bậy. Thấy không? Nó tầm bậy đó chứ không dẫn đâu. Nó xúc phạm nó, mình người lớn bị thiệt thòi. Thấy không? Là tốt nhất là tránh. Nó đó là cái khéo léo đó nghe. Nên quý vị biết rằng á, chân Phật pháp dạy rất là hay. Dạy rất nhiều thứ mà chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống. Nhiều cháu đệ tử quy nó đi về nó gặp Như Đức nói câu gì nè: thầy ơi con vô đây mà con nghe thầy dạy có nhiều cái mà con ở nhà con chưa từng được nghe. Chưa từng được nghe luôn. À vậy mà Như Đức thương yêu, Như Đức lo cho nó, nhưng mà Như Đức dạy nó nghe đó. Nhiều đứa nít Như Đức dạy nó nghe rõ ràng. Đó nên ví dụ như bữa đó cái cô kia đứa bé nhỏ xíu à, mà nó đeo máy niệm Phật với Như Đức nhỏ xíu à. Nó có đâu 3 tuổi. Mẹ nó ẩm đến mẹ nói: thầy ơi thầy, con của con thì nó đeo máy niệm Phật của thầy mà sao nó lanh quá trời lanh. Nó lanh đến mức mà nó hổn. Nó hổn luôn á thầy ơi, nó lanh quá nó hổn luôn. Nè nó hổn lắm thầy à. Bà chỉ vô mặt nó nè, nó hổn dữ lắm. Nó cự lại mẹ nó luôn, nó hổn lắm. Đeo máy niệm Phật chi mà nó hổn dữ vậy. Trời nó nhìn bà nghe. Ý nó là mét nó nhìn. Sao Như Đức lại Như Đức nói: hổn đâu mà hổn. Bé người ta ngoan đeo máy niệm Phật mà hổn đâu mà hổn. Những đứa vừa nói vậy nó nói ai với đạo Phật. Thấy không? Quý vị thấy kinh khủng không? Ai với đạo Phật. Xong nó đã quý mến mình rồi nghe. Mình nói con không có được hổn nghe chưa. Con hổn người ta nói mình đó. Thấy không? Con phải ngoan nghe không? Ai với đạo Phật. Thấy không? Thấy rõ ràng luôn quý vị thấy chưa? Thì ra là đối với con đừng có hoàn toàn chỉ trích con quá. Đừng có hoàn toàn quá chỉ trích con. Thí dụ như giờ đứa con này nó liền vậy, gặp riêng ông thầy nó nói riêng á, nói con của con nó những khuyết điểm những gì đó thầy, thầy giảng thầy nói giùm cho con. Chứ đừng có bao giờ mà ẩm nó trước mặt người dạy nó, nói rõ ràng là nó như vậy như vậy. Thì người thầy này có thể lấy lòng được tình cảm với nó, nhưng nó không thích cha mẹ nó là không được cho ông bạn rồi, hiểu không? Nên đừng bao giờ mình chỉ trích con mình trước mặt nó, mà mình phải đi nói riêng đối với người kia để dạy nó, nói chúng bóc ngay nó luôn, hiểu không? Đó mới là đúng đó nghe. Nên phải vị thấy Phật pháp dạy hay không?
Rõ ràng Phật pháp là cuộc sống hàng ngày. Nên có nhiều người người ta học Phật, người ta đi vòng vòng, người ta đi ngoài đường hoài vậy đó. Người ta học Phật 100 năm sau cũng không có kết quả nữa. 100 năm cũng không có kết quả nữa. Có nhiều người người ta đi thập tự đầu này đầu kia đầu nọ, người ta đi hoài mà đối Phật pháp nó có biết đâu. Quý vị biết rằng bây giờ mình đi đến có những chùa mình đến đi, chùa mà không nghe giáo dục này kia thì quý vị đi đến quý vị gặp Phật tử nó lạ lắm. Nó kỳ cục lắm kìa. Họ như người ngoài đời họ không biết gì chứ nha. Tại vì sao? Không dạy họ. Nhưng mà cái điều mà dạy họ không có khó. Không có khó quý vị. Chỉ cần quý vị làm cái gì bị nói ra đó thôi là được à. Rồi quý vị cứ chân thật mở tâm ra lo cho họ đi là tức khắc bị nói họ nghe liền. Chứ đừng có nói cái gì cao xa. Ơi, văn tự trong kinh giáo là để áp dụng cho con người. Quý vị đem văn tự nguyên văn đó, quý vị nói cho nó nghe sao người ta biết. Không biết đâu. Nên nhiều người Phật tử người ta về đây người ta thích gì nghe mình nói chuyện là vì sao? Người ta nghe người ta biết. Nó bây giờ thí dụ như mình là một người phụ nữ đi, mình chưa nghe được giáo dục gì nhiều, tự nhiên có khi mình nói chuyện không mà có những người ngoài đời ta nói chuyện ngộ lắm nghe. Thí dụ như nói chuyện với mẹ chồng kêu mẹ, rồi nói chuyện với chị cũng kêu má luôn à, rồi nói chuyện với ba thì kêu ba, mà nói chuyện với bạn bè từ từ chứ cũng kêu cha mẹ luôn đó. Có nghĩa là nó kêu lộn xộn, nó kêu giống như là đầu đít gì nó quay vòng vòng hết trơn vậy đó. Đó thì cái cách mà xưng hô đó nó phải có sự điều chỉnh lại cho nó phù hợp, hiểu không? Và thêm cái nữa, mình đừng có dùng những cái danh từ mà như là ngoài đời mà mấy bà mà không nghe đạo, ví dụ như đỉ điếm này kia, rồi mình dùng danh từ nó không đúng. Từ nào đó mình đã biết tu đạo, mình dùng danh từ lại cho nó đàng hoàng, cứ điều chỉnh lại được mà. Hồi xưa những đức ở dưới quê lúc còn nhỏ nhỏ đó, chuyên gia chữ thề, cái chữ thề mở miệng là chữ thề thành quen, người lớn chữ thề mình chữ thề theo quen. Cuối cùng lên thành phố á, thấy lên thành phố ít chữ thề, chữ ở đâu không biết, nhưng mà nó có một cái gì đó trí thức một chút, mình thấy mình sao nó kỳ quá, sao mở miệng là chữ thề hoài kỳ quá. Cuối cùng bây giờ có cách làm sao để bỏ, thì vì biết rằng vô nhà vệ sinh á, ở ngoài thì tự nhiên giả vô mặt thì kỳ quá. Lúc đó mình nói với mình hồi đó chưa tu gì hết, nhưng mà mình nói với mình rằng nếu mày mà chửi một tiếng lên là mày tán vô mặt mày liền, chửi một tiếng là tán vô mặt mày liền nghe. Thì đầu tiên thì nó ngày đã chửi mấy cái, dứt vô mặt mấy cái mặt đỏ hết, quất vô miệng luôn, bóp bóp chứ kích kích vô mặt vậy. Vừa chửi một cái sạc vô nhà vệ sinh đóng cửa bóp đi ra mặt đau. Chút nói chuyện chửi một tiếng nữa bước vệ sinh bóp bước ra. Mình quýnh mình đau, phải quýnh đau nghe. Khi quýnh đau rồi nhớ liền. Kỳ sao vừa mà ngừng lại liền, thấy chưa? Vì sao? Vì chửi cái là quất vô mặt cái, thì tức khắc trong vòng có mấy ngày sau hết dám. Nhưng phải quýnh cho nó đau nghe chưa? Chứ đừng có khiều nó chửi đó. Quýnh cho đau. Nên gọi là thương con cho gôi cho giọt. Cho cái gôi giọt là gì? Khi dạy con nằm xuống cầm gôi nhỏ quất cho đau, chứ không phải gọi là bây giờ mình làm cha làm mẹ mình tức lên mình tán cái mặt bước cho chỏ mày lên gối, thì đứa con nó công nhận ba mình đâu có giỏ hoài ghê. Tôi mai mốt tôi quýnh con tôi rang ông quýnh luôn, tại vì mình dạy nó mà. Bây giờ tự nhiên bây giờ con nó đang hổn đang lì, bác mẹ công nhận hoài thì con mẹ chờ xem, con mai mốt con quýnh con tôi rang mẹ luôn. Mẹ nuôi được mày quýnh được, không sao này con nuôi được con quýnh được, thấy chưa? Nên mới nói là thương con cho gôi cho giọt là có điểm dạy đàng hoàng. Khi con ra đường hư hỏng này kia nhất định không có tha cho nó, khi đi về nhà không có tha, thì tức khắc đứa bé này nó nghe lời quý vị liền, nó nghe lời. Nó nên người xưa người ta ưa có cái cây roi, người ta dắt ở trên cái nhà người ta để đó ra, quýnh xong dắt cái roi lên để đó ra, nó đi ra đi vào nó thấy cái roi đó sợ. Thấy không, cái roi này quất mình mấy cây đau quá trời, còn treo tao tét đó, trời là trời, treo để quýnh mình nữa hay sao mà. Thấy không, đó quý vị dùng cái cách đó nghe. Con hồi nhỏ nhỏ nghe kiếm cây roi mây nhỏ nhỏ thôi, phơi cho khô dẻo thiệt dẻo nghe. Rồi bây giờ quý vị làm một cái chỗ mà mình dắt cây roi là nó lì quất nó vài cây xong nghe. Dạy nói hôm mai mốt mà con gì nữa là con bị quýnh nữa. Bây giờ mẹ dắt cây roi lên đó đó, con thấy nghe chưa? Rồi là dắt lên đó đi,
Rồi mai mốt nó lì tiếp tục dạy nữa, quất nữa. Rồi mai mốt nhìn cái roi là hết dám. Cho roi cho giọt là gì đó quý vị. Còn vợ chồng thì có chuyện gì thì đóng cửa dạy nhau, người ta nói á, hiểu không? Chứ mà gọi là có cái gì cái là hai vợ chồng mở cửa ra. Mở cửa ra mày tao mày tớ la sùm. Xong cái bà vợ bà chạy ra tuốt ngoài cửa nhà, bà kêu chồng sớm láng riền ô, chậu là trời ô, nó quýnh tôi nè, trời chồng gì mà nó quýnh nè, nó quýnh dã man như vậy, nó tán tôi chạy mau cao luôn rồi nè. Nó có nhiều bà vậy đó. Thằng ông thì nó sĩ diện, sĩ diện đúng không? Mình ra mình la người ta chạy lại nó mắc cỡ thì tiếp tục nó nắm đầu mình, nó kéo vô nó quýnh nữa. Nó nắm đầu nó kéo vô, nó nói chồng sớm ai ba vô, vợ tôi đánh nghe chưa, ai mà lạng hoàng vô là có chuyện với tôi, ai dám bên mình không, đúng không? Tự nơi đó mà như thế nào, mình là đàn bà thà bị quýnh một cái ngậm cái miệng lại liền. Bị quýnh một cái thôi, bị quýnh một cái thôi là quýnh bát vô mặt cái là không nỡ đánh nữa, hiểu không? Nó vừa tát bác, bà con giờ sớm ơi, trời nó quýnh tôi, hai chồng vừa thầm là chồng mắc dạy quýnh tôi quá trời quýnh tôi, bà con giờ sớm ơi, mày la thì coi á, tại mình cái miệng quát hoặc là ban vô nữa chứ, nó quýnh có mấy cái mà ban vô, mày quýnh đâu đi, mày quýnh cho tao chết đi, tao chết thì tao khỏe, là mày muốn chết mà muốn chết đâu. Ờ quýnh đâu có chết đâu, ngày mai nó mua thuốc chú nó quýnh nữa. Vậy thấy khổ chưa? Nên mấy bà kinh nghiệm đi, những đức nói có nhiều bà trong đây bị đánh vì cái miệng quát nè. Chứ không phải chuyện giỡn đâu, thấy không? Mày nói gì cho mấy bà biết rồi mấy ông. Hiểu không? Binh nhiều lắm nhưng mà lâu lâu một cái dằn mặt cái. Hiểu không? Nên từ nơi đó thì biết rằng đó nghe, quát là nguy hiểm lắm. Bây giờ mình biết niệm Phật nghe, không có quát như con gà mắc đẻ ngày xưa nữa. Mà lỡ có chuyện gì xảy ra, ai về đạo Phật, ai về đạo Phật, ai về đạo Phật, ai về đạo Phật, đúng không? Cái hay lắm nghe, cái máy niệm Phật này nè. Cái niệm Phật này hay lắm nè, biết không? Khi giao tiếp với người, bắt nhỏ lại thôi nghe. Để cái gì nè, gọi là giao tiếp với người cực kỳ đẹp luôn. Không biết sao nó hay lắm. Chỉ cần để cái máy niệm Phật để trong người thôi là tự nhiên giao tiếp với người, nói chuyện với người hay gì nó điềm đạm liền. Tại vì sao? Vì quang minh Phật A Di Đà soi gọi tìm người niệm Phật. Cái người nào đang bắt máy niệm Phật, người nào đang niệm Phật là quang minh phổ chiếu. Mà quang minh phổ chiếu thì nó bao trùm chúng ta, mà chúng ta sống trong quang minh thì có người sao? Đúng không? Nó quang minh phổ chiếu là sao? Là cứ là Ừ được, tha thứ hết. Thấy không? Còn nếu như mà không niệm Phật nghe, lửa, thấy chưa? Không niệm Phật là nghiệp tới. Ấn Tổ nghe nói nghe, không niệm Phật là nghiệp tới liền. Nên cái máy niệm Phật này hay, cực kỳ hay luôn. Những đức nói, nó quá hay. Cái đeo để suốt bên cạnh, một điệu niệm Phật đồ để hoài bên cạnh, sạc xong nó mười mấy tiếng đồng hồ để thường xuyên luôn. Quý vị biết nghe câu Phật hiệu chỗ nào là đẹp chỗ này. Nhớ nghe, câu Phật hiệu niệm đâu đẹp đó, 100% luôn. Nó một cái hoàn cảnh, một ngôi chùa nghe mù mịt tối tăm buồn chán, bắt niệm Phật lên tu đi rồi sẽ thấy, một năm sau sẽ thấy liền. Bây giờ đơn giản một vị chủ trì không niệm Phật, cho người ta mượn một ngôi chùa niệm Phật, Phật tử cư sĩ đến gũ người đến niệm Phật thôi, ngôi chùa này trong vòng một năm sau thịnh vượng liền. Chùa cũ có người xây, lạ lắm. Người ta đã mượn thì người ta có trách nhiệm xây. Xây thời gian của chùa mới kém. Trời ơi, tin 100% luôn. Những đức nói một ngôi chùa mà quý vị biết rằng khỏi cần đi quyên góp cái chuyện xây dựng, chỉ cần ngôi chùa này niệm Phật, ngôi chùa xây lên, trước nhất cắt một mái che nho nhỏ, 5 người, 10 người niệm Phật mỗi ngày, rồi niệm bên đây, đi bên đây xây, rồi quý vị sẽ thấy. Rồi xây ào ào, xây hoài, vừa hết tiền có người đem tiền đến, vừa hết tiền có người đem tiền đến. Còn nếu như không niệm Phật mà chờ xây xong rồi mới tu, đúng không? Rồi quý vị sẽ chờ xem cái xây của nó 3 năm, 5 năm có hai cái cột, cho quý vị biết đố ai cúng. Người ta phải thấy quý vị làm một cái gì đó thì người ta mới cúng.
Người ta làm cực khổ, người ta cúng người ta cũng phải nhìn chết chạng. Tại sao người ta về chùa mình có nói đâu mà người ta cúng dữ à? Cúng nhiều mới có tiền lo chứ. Chứ thầy chùa này làm gì ra tiền mà chơi mà lo. Đúng không? Nói vậy chứ cũng có người ta cúng nhiều tiền mới có tiền lo chứ chợ, để làm bao nhiêu việc chứ. Nhưng mà do người ta thấy mình làm, mình chỉ cần mình đến với người ta, mình đừng có đòi hỏi, thì tự nhiên người ta sẽ đến với mình à. Con người chúng ta có rất nhiều người, chúng ta chỉ có cái sự mong cầu là mình đến với người ta là phải có dụng ý. Cái dụng ý này là tổn phước nè. Cái dụng ý này là tổn phước nè. Nên tài thí là phải có cái tâm bố thí nhiệt tình. Pháp thí là cái hay phải chia sẻ ra. Cái hay là phải chia sẻ ra. Nhớ đó. Nên quý vị coi có những người, người ta có một phương thuốc hay có một cái nghề gì, hay đổ bánh xèo chuyên nghiệp, người ta trở thành chuyên nghiệp, người ta cái nơi pha bột không cho bị vô luôn. Không cho vô nghe, pha bột là có một cái phòng riêng nghe. Ai mà bước vô nơ cấm vào, không cho ai vào. Rồi quý vị độc quyền đúng không? Rồi quý vị sẽ biết cuối cùng xảy ra cái gì biết không? Nội chiến. Quý vị mà cái gì độc quyền là có nội chiến. Nội chiến là ai? Anh em sát phạt nhau. Nó đó mới là quả báo đáng sợ đó. Nên quý vị biết phương pháp hay, giải ra. Giải ra hết trơn rồi, đâu có gì bí mật đâu mà người ta dành. Đúng không? Càng bố thí thì càng có phước, càng thí pháp thì càng thông minh. Cái gì hay chia sẻ ra, có phương thuốc hay giải rộng ra cho nhiều người được chữa bệnh, thì tức khắc cái phước gia đạo mình tốt đẹp. Con người người ta có cái quan niệm nghĩ cái nghề này mới làm giàu. Xin thưa quý vị, trong mạng mà có phước thì nghề nào cũng giàu. Còn bây giờ quý vị nói chỉ có cái nghề này mới giàu là do trong mạng có phước sẵn, nhưng nó tổn nhiều quá rồi. Còn nếu như giải rộng ra cho ai cũng được cái nghề này, thì quý vị biết rằng nghề nào quý vị làm đều giàu hết. Người ta đi bán rau muống không giàu, quý vị đi bán rau muống các nhà lầu. Nó kỳ cục như vậy đó. Trong mạng mà nó có phước rồi, người ta bán hột é không lời bao nhiêu, còn quý vị mà bán hột é nó mua ào ào hột é vậy đó. Nó chỉ cần buôn bán cái mặt này vui thôi, thấy không? Hừng sáng dọn hàng ra bán, người ta đi qua đi lại viết làm quen với người đi chợ luôn nhé. Kẻ đi qua người đi lại mình vừa gặp người ta, à, chào chị, hay với đạo Phật, chào chị. Để máy niệm Phật nó niệm nhỏ nhỏ chơi vậy đó. À, đi ngang, à, chào chị, lại mua đồ sốc 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 lựa quá trời luôn ha. Trong lòng ngày xưa mà không biết tu, con mẹ này nó lựa nhiều không biết nó mua nhiều. Lựa nhiều không biết có mua không, không mua tao chửi mà chết. Sáng mới mở hàng chưa gì chứ. Lựa quá trời lựa mà không mua để ấy cả ngày thì tao đốt chứ. Không còn một cái gì luôn. Nên từ nơi đó trong lòng thầm thầm đó là tổn phước rồi đó nghe. Tổn phước rồi đó. Khi người ta lựa xong người ta không mua, người ta đứng lên đi, nói chị ơi, chị đi đến nơi nào coi, nếu mà thấy gần gần được thì quay lại mua giùm em. Còn nếu như thấy xa quá thôi mua, mua cho người ta lần sau ghé mua giùm em nghe chị. Một câu nói đó thôi, tự nhiên người ta đang đi trên đường, người ta cái câu văng vẳng trong tâm người ta, nó làm cho người ta phải cảnh tỉnh người ta luôn. Chào chào, mình sao lương tâm mình kỳ quá, lựa quá trời lựa mà không mua. Đi mà em nó nói một câu, trời nhỏ vậy tội nghiệp dễ thương gì đâu trời. Kỳ sao nhất định phải mua đồ nhỏ này mới được. Mà còn rủ thêm nhiều người đến mua, thấy chưa? Thấy là thấy mà quý vị thấy có mối rồi, thấy không? Có mối rồi không? Bán trái cây thường 14, 15, 29, 30 người ta tăng giá đúng không? Mình bán không tăng, bán rẻ. Ta hỏi gì sao kỳ? Tôi là Phật tử, tôi là Phật tử đi chùa, đúng ra trái cây này cúng dường Tam Bảo luôn á, nhưng nghèo quá bán lấy vốn lại vậy thôi. Lợi ích nhưng nhiều người mua. Người ta bán được 14, 15, 29, 30, mình bán được 30 ngày luôn. Tính lại đi thì quý vị cho thấy, thấy bị giàu hay không là biết liền cái gì, đúng không? Nên khi bán đồ đừng có mong lời nhiều, nhưng trọng nhất là gì? Uy tín. Chùa của mình ở đây thịnh vượng, những đức không có dùng cách nào hết trơn, chỉ đúng có cách gì? Chân thật tạo uy tín thiệt luôn đó. Bởi vì về chùa này quý vị tin, nhiều người ta tin chùa mình lắm. Vì sao? Một là không có xin tiền người ta nè, hai là không quyên góp nè, ba là không có điều kiện đối với tiền bạc, hiểu không? Nên từ người ta đó tạo thành uy tín. Đã có uy tín thì có nhiều đối tác,
nhiều đối tác thì thịnh vượng chứ nói gì, hiểu không? Nên uy tín là quan trọng, làm ăn đừng quá chú trọng tiền. Biết rằng làm ăn là kiếm tiền, nhưng kiếm tiền làm sao mà kiếm lâu dài mới là bậc chí. Đừng có kiếm một hai lần mà sau này mất uy tín. Nên chúng ta là người nghe đạo rồi, phải làm sao kiếm tiền là kiếm cả đời, trở thành thương hiệu. Thương hiệu thì mới kiếm tiền lâu dài, hiểu không? Nhớ đó, cái này là cái quan trọng đó. Vì coi nè, bây giờ những đứa còn khỏe, tại sao mà những đức mà hướng dẫn mấy vị tu nhiệt tình dữ vậy? Nói ra chỗ này để mọi người mình biết nắm bắt thời vận nghe. Vì con khỏe, hết lòng cực lực luôn, mai mốt lớn tuổi yếu ngồi vuốt râu chơi thôi. Bao nhiêu năm cực quá rồi, đến bây giờ phải nghỉ ngơi thôi. Chưa. Không? Bây giờ vì còn khỏe, vì không làm, không làm sao mình bị già, ai nhìn mình? Sao mình già, ai nhìn mình đây? Bây giờ mình còn trẻ cực lực đi, sao này mình già rồi? Thì nhờ cái uy tín, nhờ cái thương hiệu đó đó mà người ta quý mến mình, nên mình ngồi vuốt râu thôi cũng nuôi chúng được rồi. Nghe tên mình là có tiền à. Đó, phải làm sao là như vậy đó. Nên còn khỏe là phải nhiệt tình, cực lực, hết lòng. Nên những đức tại sao mà làm dữ vậy? Vì tôi thấy tôi còn khỏe, chứ mai mốt yếu rồi làm không được nữa, thì lúc đó mình cũng hết lòng rồi ha. Nên quý vị nên sống vậy đó. Cái người nghe pháp á, người tu là phải như vậy đó. Nên anh nhớ nghe, tài thí giàu sang, pháp thí thông minh, vô ý thí là ăn chay phóng sanh. Quý vị coi này, bây giờ mình chỉ cần mà bị cắt vô tay một miếng thôi là quý vị thấy đau đớn chưa? Nên nghe từ từ rồi tâm từ bi phát lên là tức khắc ăn chay trường nè. Bây giờ quý vị về đây mà lễ Quan Âm 3 ngày nghe pháp chỗ này, về bị gấp miếng thịt lên, thử đi. Lúc trước nghe gấp lên cái ngon quá, ngon quá. Cần là kỳ này đi 3 ngày về đây đúng không? Quý vị tự nhiên bị cái danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm nó áp vào tâm mình, tâm từ bi nó phát ra, vừa gấp miếng thịt lên. Không mà ngộ ghê, lạ lắm nghe, thử đi. Thí nghiệm người nào còn ăn mặn ở đây nghe. Nhớ cái lời ông thầy Đức này, bây giờ ăn ông mặn không được, trời ơi trời. Sao gung vậy, sao gung vậy? Sau này lạc nháp thịt gì mà lạc chứ, trời ơi, có ngon lành vậy chứ. Rồi, là chuẩn bị ăn chay trường rồi đó. Vì sao? Vì tâm từ bi nó phát ra, ăn thịt nó không còn ngon nữa. Hiểu không? 3 ngày lại Bồ Tát Quán Thế Âm về mà người nào mà còn ăn thịt nữa, người này gan cùng mình. Cho bị biết. Gan cùng mình luôn. 3 ngày ở đây tu mà giờ dám ăn thịt nữa là gan cùng mình. Quý vị cứ nghĩ nè, thịt này là ông bà cha mẹ mình ăn nổi không? Cái ông bà cha mẹ mình cực khổ vô cùng, không biết tu gì cả, tạo bao nhiêu cái nghiệp chướng gì mình nè, mà cuối cùng chết đi, đi làm súc sanh nè. Vậy mà bây giờ mình lại mặn con gà, con vịt, con heo này, mà mình gấp thịt ông bà cha mẹ mình bỏ vào miệng mình ăn, trong khi cái ăn tình đó mình chưa trả xong mà bây giờ mình còn ăn thịt ông bà cha mẹ mình. Phật đã dạy là tứ sanh phụ mẫu mà. Tứ sanh phụ mẫu mà làm sao mà chúng ta ăn thịt chúng sanh được. Nên ăn chay là đúng quy luật của con người đó quý vị. Con người hàm răng chúng ta là hàm răng ăn chay. Quý vị coi cái hàm răng con mèo á với hàm răng mình có khác không? Nó nên gọi là răng nanh ruốt bén là nó là cái loại ăn mặn nha, ăn thịt nha. Còn răng mình, quý vị coi này, răng mình giống là răng bò. Vị đi coi kêu bò nghe răng ra coi răng như mình với răng nó giống không? Bằng. Bò ăn cỏ không à? Quý vị có thấy bò nào ăn chuột không? Ăn gà không? Ít thấy lắm đúng không? Bò ăn cỏ. Nên quý vị biết bây giờ mình nói bò ăn cỏ mà mập gì? Chị chúng ta ăn chay mà nó thiếu chất dinh dưỡng à? Thiếu đâu? Cái bụng bự gì mà thiếu hả? Người ta ăn chay trong chuồng nào còn nấy mập lù mà thiếu chất dinh dưỡng. Đúng không? Nhưng Đức nói nghe, phụ nữ ăn chay da mặt đẹp, trẻ, lâu, già. Nghe không? Trẻ rất là lâu, không tới tuổi già sớm, hiểu không? Nhớ. Nên người phụ nữ mà ăn chay tính tình cũng nhẹ nhàng nữa. Vì nhớ, người phụ nữ ăn chay mỗi tháng của mình nó cũng không phải như ăn mặn nữa.
Cái tâm địa khó chịu á, là mỗi tháng nó khổ vô cùng. Còn tâm địa mà mát mẻ rồi mỗi tháng nó cũng bình thường. Tại sao ăn chay rồi? Hiểu không? Nên ăn chay là quy tắc của con người từ bi. Nên bây giờ nghe đạo rồi nên phát tâm ăn chay trường đi quý vị. Con ruồi con muỗi con không dám giết cái gì. Ông bà cha mẹ mà giết cái gì? Bây giờ quý vị coi như con kiến nó bò bò mà lấy cái tay mình đuổi theo nó thử coi. Vượt theo. Nó chạy trời ơi, nó chạy bán sống bát chết luôn. Đúng không? Có nghĩa là nó muốn sống. Vậy thì làm sao mình nỡ giết nó đây? Bây giờ vì một giấc ngủ của mình mà mình mua một cái đèn. Bây giờ người ta thiết kế có một cái đèn mà gọi là gì? Cái tự nhiên mũi nó bay vô trong đó nó chết. Trời ơi, cái người nghĩ cái này đúng là thông minh thiệt. À, thông minh đi rồi biết. Thấy chưa? Tự nhiên quý vị coi tạo ra ánh đèn cho mũi nó bay vào trong đó nó vô nó chết queo hết trơn. Một đêm giết bao nhiêu con vật này quý vị coi. Rồi quả báo sẽ đến. Rồi những người đi học mà làm các cái nghề gì? Phá thai. Những đức nói cái người mà làm nghề phá thai á, làm nghề đồ tể á, thì tất cả những con người này đến thế gian này đúng là một con người này cực kỳ thiểu phước mà làm cái nghề này. Trời ơi, cái đồng tiền mình mà kiếm về lo gia đình mình mà đồng tiền làm gì? Làm cái nghề đi phá thai. Thì quý vị sẽ coi cái quả báo sau này nè, nó không có đến với mình mà gọi là lâu đâu quý vị ơi. Đến tới bây giờ đây nè, nó cấp kỳ nó đến bây giờ cho quý vị biết đó. À, bây giờ quý vị coi nè, bây giờ nhiều người mang nghiệp phá thai nè, quý vị ngồi trong đây nè, quý vị có yên nổi không? Người nào mà mang nghiệp phá thai bị yên nổi không? Quý vị còn yên đúng không? Là còn phước á. Quý vị sẽ không yên nổi với nó đâu cho quý vị biết đó. À, rồi quý vị nặng đầu, nặng vai, nặng mình, ngứa ngáy, rồi dối, cái chỗ dối không tới, đau đớn quý vị biết á, toàn là do quan gia đang đeo đẳng quý vị đó. Nên ăn chay niệm Phật rồi tự nhiên tâm trạng nhẹ lại liền. Nên đa phần phụ nữ bây giờ là phá thai. Đa phần bây giờ đẻ nhiều quá sao nuôi nổi đây, nên đi phá thai. Nghĩ rằng phá thai là phá một cái giọt máu. Nếu không có linh thức vào giọt máu này làm sao mà có thai? Khi vừa biết mình mang thai là có cái hình thức của cái hình con người và cái chủng tử đó, nó phải vào cái giọt máu nó mới biết mình mang thai chứ. Nên đâu phải là người phụ nữ đi phá thai mà người phụ nữ chịu đâu. Nếu không có đàn ông làm sao phụ nữ đi phá thai? Nên mấy ông và mấy bà mỗi người chịu phân nửa. Nhưng mà tại sao nó xử người đàn bà trước? Vì người đàn ông phước nó dày hơn. Và mẹ mà đi phá con tâm hận nhiều hơn. Nó ở trong bụng mẹ mà mẹ đi phá thì nó hận mẹ nhiều. Nó xử mẹ trước rồi nó xử ba sau. Hoặc là nó muốn xử mẹ mà chưa xử được thì nó kêu ba xử mẹ. Nó làm cho ba ghét mẹ, ba tức mẹ. Rồi nó làm cho anh chị em đẻ ra nuôi xử mẹ, chửi ba. Nó làm cho gia đình lộn xộn. Nghiệp phá thai là gia đình lộn xộn như vậy đó. Có rất là nhiều người mang nghiệp phá thai, họ có một quan niệm như vậy. Rất là nhiều người đều có quan niệm này nè quý vị. Phá thai rồi, tạo nghiệp rồi, nghe hiểu rồi, tu thì cũng có thời gian, đem tiền đưa cúng dường, xong thầy làm giùm cho con, cầu siêu giùm cho cháu, gỡ cái bài vị, rồi xong con về nghỉ, rồi đó, xong rồi đó nghe. Xong không? Đố mà xong. Đừng có nói chuyện đùa. Làm gì xong? Không có xong. Cho quý vị biết nghe, phá thai là chính quý vị phải là người tu hành mới chuyển được. Quý vị đưa cho những đức 1 tỷ bạc, 10 tỷ bạc bây giờ cũng không giải quyết giùm cho quý vị được nữa. Quý vị là người cuột dây thì quý vị phải là người đi cỡ dây, chứ không có ai cỡ giùm cho quý vị đâu. Nó nhớ nghe. Có rất là nhiều người mà quý vị đã bị gạt. Vì sao? Quý vị có một quan niệm không chịu tu mà đem tiền đưa người ta tụng kinh giùm để mà xong. Nên vì nhiều người như vậy nên mới có nhiều thành phần gạt quý vị đó. Nếu như mà những người nói mạnh như những đức thì làm gì có ai gạt được quý vị. Bây giờ đến chùa cúng dường không phải vì cái chuyện để tiêu nghiệp mà phá thai này, mà đến chùa cúng dường là để phát một cái tâm thiện đi cúng dường. Chứ không phải cúng dường đây là nhờ quý thầy tụng kinh niệm Phật để giúp con tiêu nghiệp, mà tiêu nghiệp là do cái tâm của con tu mà tiêu nghiệp là đúng. Tại vì chính mình đã buộc thì chính mình phải làm mở. Đúng rồi. Nó Phật Pháp dạy rất rõ ràng, tự con đúc đúc mà đi. Tự con tạo nghiệp lúc trước thì bây giờ con phải giải cái tâm này, là con phải tu lại thì chuyển nghiệp.
chứ không có cái chuyện ai tu giùm cho ai cả. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, quý vị à. Nên cái chuyện mà nói là nhận tiền để giúp cầu siêu giùm, cái chuyện này vô cùng là khó khăn, không làm được đâu. Tất cả những vị cao tăng thở xưa khi cầu siêu cho người, như là ngài Chí Công Hòa Thượng cầu siêu cho vợ của vua Lương Võ Đế, mà có thể cầu siêu được cho bà mang thân gọi là rắn, mà cầu siêu cho bà, mà phước duyên của một vị cao tăng, mà quý vị biết mà ngài cao tăng đó là ai không? Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Nên trong một cái pháp hội siêu độ là phải có công phu tu hành mới siêu độ được. Ngài Chí Công là Quán Thế Âm Bồ Tát quá thân thì mới siêu độ được. Nên quý vị để ý, có nhiều người người ta đi làm việc siêu độ một thời gian rồi tâm trạng bất thường, sắc diện nó bị ảnh hưởng lạ kỳ, mặt thì tự nhiên nó bị bệnh đau đủ chuyện, cơ thể yếu đuối là vì sao? Vì quý vị đâu có đi siêu độ được. Bây giờ quý vị nói cho nè, quý vị không có, người ta không có nhận được, hiểu không? Nên khi mình cầu siêu hay khi mình cúng cho người ta là những người này phải nghe pháp được để cỡ cái tâm ra. Mở tâm ra rồi ra cúng thì có kết quả, mà kết quả nó không có đặc biệt thù thắng như những bậc Bồ Tát cao tăng đắc đạo, hiểu không? Mình là gì? Mình là phú tăng, phàm tăng, nghe không? À, bây giờ là phàm tăng. Rồi phú tăng là vì sao? Vì tăng giàu nên gọi là phú tăng. Rồi là phàm tăng nên tìm vật chất nhiều nên thành phú tăng, hiểu không? Còn bây giờ nó là cao tăng, bây giờ không có cao tăng, hiểu không? Có phàm tăng để làm hình thức thôi, để trong Phật pháp á, Phật pháp tăng vẫn còn tăng. Nếu không có tăng thì trong ba ngôi bà báo không có một rồi thì không còn ba ngôi báo, hiểu không quý vị? Nên dù cho tăng hư cỡ nào cũng phải còn hình thức tăng để đại diện, nhưng phần nhiều đều là phàm tăng, những đức cũng phàm tăng, cũng là phàm tăng luôn. Nên bây giờ phải niệm Phật thôi, không niệm Phật là không được rồi, hiểu không? Nó rõ ràng cho quý vị nghe, chứ đừng có nói cái chuyện mà đi đến chùa rồi bây giờ thầy ơi con gửi tiền là thầy rồi cầu siêu giùm cho con, có làm được đâu. Cái vị làm nó theo vị, nó còn xử vị đẹp mắt thêm. Tại vì sao? Mẹ làm chuyện qua loa, hiểu không? Làm chuyện cho qua loa mà không làm nhiệt tình, trời ơi. Mẹ biết rằng cái lúc mà mẹ phá thai con á, nó cầm kìm cầm kéo nó bỏ vào trong đó, nó cắt tay cắt chân con, nó kéo ra, nó phá quậy con đau đớn vô cùng. Bây giờ con vất vơ vất vưởng đi đầu này đầu nọ, vất vơ vất vưởng bằng đêm thì bữa nay chỗ này ngày mai chỗ nọ, nên làm cô hồn vất vơ vất vưởng, du hồn chỗ này chỗ kia, buồn chán lắm mẹ ơi. Đói khát không ai cúng cho ăn, thấy mẹ cha thương mấy chị mấy anh, con ao ước con được như vậy vô cùng, nhưng không ai ngó ngàng đến con cả, chỉ thương người xung quanh, còn con thì không ai ngó ngàng đến con cả. Nên mấy đứa trẻ trẻ nhớ nha, đó, phá thai đi rồi biết, về sau cuộc đời đừng có mong mà hạnh phúc, không có hạnh phúc đâu, hiểu không? Đó, nên từ nơi đó mình nghe, mình nói cho rõ ràng đi, chứ nhiều người ta không chịu tu. Hôm qua như có một cặp vợ chồng rất là đẹp, mà một năm phá thai 3 lần, người vợ phá thai 3 lần, bây giờ người vợ mệt mỏi nặng nề, mệt mỏi mà khó chịu vô cùng luôn. Người ta chỉ nó lên cái ngôi chùa mình á, chùa đó đó là cầu siêu dễ lắm, đi lên đó đi rồi nhờ ông thầy đó ông cầu siêu giùm, mà đưa ông số tiền, rồi bắt đầu là ghi cái bài vị đưa cho ông đi gỡ bên kia bển á, là xong rồi. Hai vợ chồng lên gặp mấy thầy ngoài kia, mấy thầy nói không, vô nghe pháp tu mấy ngày sẵn dưới Quan Âm tu đi. Rồi xong vô ngồi nghe pháp, nghe đâu được có 15 phút, rồi xong hai vợ chồng nói thôi gỡ tiền cúng dường thôi chứ còn công chuyện, thấy không? Tại vì sao? Vì nó không đủ cái phước làm sao ngồi được. Thì biết không, đã không có cái tâm đó thì nghiệp duyên nó dẫn mình đi luôn, nó đẩy mình đi luôn, để tương lai nó đưa mình vào tam đồ ác đạo luôn chứ sao, cho vị đi ra khỏi hả? Không có đâu. Thì vị ngồi được gì cũng không đơn giản, đau chân mà vẫn ngồi được là không đơn giản đâu nghe. Nó nên từ nơi đó cái phước duyên phải đặc biệt. Xin thưa với quý vị, những đứa cũng đã từng ngồi với đó rồi, bây giờ quý vị mới ngồi đây. (Cười)
Tất cả quý vị ở đây từ xuất gia cho tới hàng cư sĩ nam, cư sĩ nữ, xin thưa quý vị đã từng ngồi đây giảng pháp rồi đó. Tất cả quý vị luôn đã từng thuyết pháp tịnh độ rồi. Và những đức cũng đã từng ngồi nghe quý vị rồi đó. Không có nhân thì không bao giờ có quả đó quý vị à. Thì mới nói rằng vô lượng kiếp nó không đơn giản chút nào. Trời ơi, thân người này được mấy chục năm, như vậy mà vừa bỏ thân người không được giảng sanh vì cực lạc thì tức khắc trôi lăn trong lục đạo. Mà lục đạo mà trôi lăn là thời gian gì? Vô lượng kiếp. Cái vô lượng kiếp bây giờ quý vị coi, vô lượng kiếp quý vị đang ở đâu? Trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Chứ ở đâu? Trời ơi, kinh khủng như vậy đó. Rồi nó quay một vòng, rồi nhân viên này hỏi tụ ngồi đây nữa. Vì mà ngồi đây mà tu tịnh độ, tu lê rai chứ, tu tà tà chứ, tu rai rai tà tà, Di Đà cũng cứu. Cứu lên đầu rồi ông đi. Chứ cứu, chúng ta phải có tâm quyết chứ quý vị. Quý vị coi lại Bồ Quán, Bồ Tát Quán Thế Âm có tâm quyết không? Không tâm quyết sao lại? Trời ơi, tối mà nó đứng gió là ngộ ghê. Mà thường lại Bồ Tát Quán Thế Âm giống như con người về đây đông quá, mỗi một con người đem cái nghiệp về đây thì sao quý vị ơi? Chúng ta mỗi con người ôm gì cái nghiệp về đây, chứ thường ngày chùa mình nó đâu có nóng như vậy đâu. Nó kỳ cục chứ ghê, đằng nào như Đức đi cũng vậy mà như Đức lại. Bữa đầu tiên là muốn chết được chứ, bữa đầu tiên lần nào như Đức cũng nằm tại chỗ luôn. Bữa thứ hai bữa nay là nó đỡ nè, bữa thứ ba là khỏe re luôn. Nhưng mà bữa đầu vượt qua được hay không, bữa đầu á, nó kinh lắm. Hồi đó tới giờ lễ kinh nghiệm rồi, ban đầu vừa về cái từ quý vị hiểu thì dễ, còn không hiểu thì coi thầy lại làm sao, còn quan gia tế chủ thì sao, mình coi cái thằng thầy này làm sao. Lễ ông đàng hoàng đó đá mà gãy tay gãy chân mà chết. Vì nói chuyện giỡn chờ nó canh nó coi ì ì đó. Trong bao nhiêu ngàn người đó thì bao nhiêu dạng hương linh ở đó, bao nhiêu quan gia ở đó, tính không nổi luôn. Nó che hoàn toàn cái từ trường ở đây lại luôn, làm cho không còn gió luôn. Quý vị biết quý vị lễ đi. Vậy mà lễ ra rồi mới công phá ra được. Vừa lễ xong hồi hướng một cái mát liền. Vì sao? Vì hưởng rồi đó. Họ hưởng rồi đó. Nó à, nó chịu chơi thiệt nha. Chịu chơi thiệt á. Thấy không? Thấy chưa? Mà quý vị thấy rõ ràng vi diệu không? Mưa ào ào chuyển gì, bước ra lại một phát, lại xong mưa. Hồi tối phải không? Lại xong mưa. Quý vị mà còn cần kết duyên, mà không lẽ ông chờ không kết duyên? Tại do chúng ta không dám làm thôi, quý vị phải nhớ nữa không? Hồi tối nói câu gì nhớ chưa? Mình còn muốn kết duyên, không lẽ ông chờ không kết duyên? Không lẽ quý vị muốn ông chờ mà chúng ta nói ông vô duyên hả? Người ta ngồi như vậy mà mưa, đúng không? Nói quý vị bây giờ mưa cũng ngồi luôn. Hồi tối nói với anh Thanh câu rồi đó, thấy không? Anh chịu ước lo, tôi ước mình, chờ không? Tôi chơi cho thấy. Hiểu không? Cái này là dám dơ. Tại vì sao? Vì cái này không sợ lỗ. Ước mình lên tắm thay đồ. Ước lo mới nguy hiểm. Vậy mà người ta chủ lo, người ta dám chơi, mình không dám chơi hả? Không dám hả? Dám. Còn quý vị chỉ có cái áo chàng thôi, ước đi. Trời ơi, được ngồi bên thầy ước cũng thích. Đúng không? Trời ơi, kỷ niệm vô cùng, quý vị thấy không? Bây giờ chúng ta nói tin Phật tin Bồ Tát, nhưng chúng ta phải nói một câu thòng là thử thách mà thôi. Tu hành phải có thử thách chứ, hiểu không? Tu hành mới thử thách. Nên ai đau chân cứ thẳng chân đi quý vị, đừng có xa, đừng có ngại, cứ thẳng chân đi không sao đâu. Nên quý vị biết rằng ngồi mà được vui như vậy là không có mấy khi đâu. Cuộc đời con người chúng ta hôm nay gặp hôm nay, nên chân thật hôm nay đi. Đừng có nói ngày mai. Chúng ta về rồi ngày mai không biết còn gặp nhau nữa hay không. Nên trân quý những giây phút được gặp nhau như vậy nè, quá đẹp. Nên con người sống trong cuộc đời này quy về đâu? Về cực lạc hết đi. Chúng ta ở xa ở đâu cũng hướng về cực lạc đi. Mỗi ngày nghe pháp hai buổi, quý vị nghe đi, quý vị sẽ thấy cái tâm trạng mình liền. Chân thật mà nghe đi. Vì cái cảm giác của những đức là cảm giác gì? Cái cảm giác của những đức là cảm giác tự tại. Cuộc đời này những đức hiểu rồi, những đức không sống những ngày tháng nặng nề đâu quý vị. Dù là chùa cao Phật lớn nhiều cỡ nào đi chăng nữa, tùy duyên đi. Những đức cứ hết lòng làm, nên những đức cô động một câu, thấy không? Chọn hết bổn phận thành bại tùy duyên.
Cứ làm hết bổn phận đi, chứ đừng bao giờ đặt vấn đề trong đó. Đã chọn hết bổn phận rồi mà còn gánh vác nữa, còn nặng nề nữa thôi. Sanh con, đẻ con, lo cho con, nuôi con, cứ vợ cho chồng cho con, rồi bây giờ phải gánh con trên vai à. Không làm chuyện đó đâu. Chúng ta đã làm hết lòng, hết trách nhiệm rồi. Phải chi mà mới đẻ ra mà bỏ đi thì bổn phận làm cha làm mẹ sai lầm, lỗi lầm, coi không được. Bây giờ nuôi nó lớn lên, nó biết ăn, nó biết chạy rồi. Còn nhỏ nè, nó vừa xa mình một chút là hoa lên, mẹ, mẹ. Vậy mà nó lớn lên chút xíu, nó có người yêu một cái nghe, mẹ đi chỗ khác chơi. Có không? Đừng có nói chuyện giỡn. Cho quý vị biết, con càng lớn càng xa cha mẹ. Cha mẹ chết rồi, con mới muốn gần gũi con ơi, nghe không? Khi lớn lên thì xa cha mẹ, mà cha mẹ chết rồi thì muốn gần gũi. Gần gũi sao được? Bây giờ đa phần luôn chúng ta trong đây ngồi hôm nay phải không? Phần nhiều luôn là khi cha mẹ còn sống thì chúng ta cứ nghĩ cha mẹ chưa chết. Nhưng cha mẹ chết rồi thì chúng ta mong cầu cha mẹ sống lại đi, để mà mình được gần gũi. Bây giờ mẹ cha sống nó đi rồi con sẽ hết lòng liền à. Nhưng đó chỉ là sự mơ ước mà thôi. Nó đã qua rồi quý vị à. Nó cái gì nó đã qua rồi muốn lấy lại khó lắm, hiểu không? Nên con người đến với nhau bằng một cái tình cảm chân thật. Dù mình là phàm phu, mình còn sai, nhưng có những cái mình làm được, phải làm. Làm cái gì được? Tình người. Nhân đức nói rằng là cuộc đời này nhân đức bắt tay vào việc cái chuyện gì, thương người như thể thương thân. Nhất định phải thương người. Vì thương người là tâm từ bi của Phật Bồ Tát. Tập phải thương người, thương nhiệt tình, thương hết lòng, thương người ta. Thương người ta là đang thương mình đó quý vị. Phải nhớ đó. Nên tất cả mọi người chúng ta, thương người ta là đang thương mình. Bây giờ người ta không biết tu, người ta làm chuyện tầm bậy tầm bạ, mình thấy tội nghiệp người ta. Tạo đa dạng phương tiện cho người ta nghe được câu Phật hiệu dù chỉ một lần. Mấy ông tài xế đi đến chùa giảng Phật tử đi đi gì đi tu hồi tối, bố trí cho nhân sự anh em đi vòng vòng được. Nên hồi tối mấy thầy đâu có lễ Bồ Tát Quán Thế Âm cùng Nhân Đức đúng không? Cho bố trí đi vòng vòng giữ của giùm cho quý vị. Sợ lục vỏ lấy áo chàng. Không, nên từ nơi đó bố trí đi vòng vòng rồi đặt trách cho mỗi một cái chỗ ở có hai ông ngồi. Cuối cùng mấy thầy đi vòng 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 gặp mấy ông tài xế bọn quần đùi áo chí, ở chàng. Ngồi 5-7 ông mua rượu đồ vô trong cái nhà mình đang xây mà cái nhà bếp á. Ông ngồi nhậu trong. Xong quý thầy cầm này pin gọi hỏi ai đây? Tài xế. Tài xế mà ngồi đi nhậu. Chùa mà sao ngồi nhậu đây? Thôi bận đồ vô ra ngoài. Ra ngoài nhậu đi. Để ngồi nhậu đây nghe. Rồi bận áo bận đồ đi ra ngoài. Thấy chưa? Quý thấy không? Bởi vì không? Trước cái tuần lễ là những đức bố trí nhân sự, bố trí kính lên luôn. Quý vị lại ở đó mà những đứa còn cho người ngồi trên lóc nhà trên kìa. Chị chưa gì biết không? Nếu không cho người ngồi trên lóc nhà, cầm máy quay phim quay cho nó. Có nhiều người cầm điện thoại lên cho nó quay phim, mà đứng cả hàng ở cho nó quay. Nó quay thì quý vị ở dưới bị cứ nhìn lên. Nhìn lên hoài sao lễ. Nên chặn cái đầu đó cho người ngồi cho nó. Thì thấy khổ chưa? Mình lễ nhưng mà cho thằng chú ngồi cho anh hóng gió cho nó. Bắt lại mình cho anh ai lại quay phim thì cấm vặn không cho. Thấy không? Rồi vị lễ ở đây cho hai người đứng ngay cái đường. Xe chạy vô không cho bóp kèn, chạy vô từ từ. Nít chơi thì dẫn qua bên kia chơi. Cho mấy ông thêm nắm kẹo nữa để dụ nít. Khổ chưa? Rồi bên đây, từ tượng Phật ở đây nguyên dãy là 4 người. Nó cũng hướng này nó chơi nè. Nít hướng này nó chơi chăn bảo tháp á. Nên cho 4 người ở đầu đó đó. Để có gì dẫn nó qua sau bếp cho nó ăn để đựng chơi đây. Trời ơi, bố trí dữ lắm đó quý vị mới yên vậy đó. Nó rồi hướng dẫn kỹ lưỡng. Khi mình ở trong chúng gì nè, mà mình muốn đi ngang người ta, mình đừng có đứng sững người mình chạy ngang nghe. Mình đứng sững người mình chạy ngang, đời sau mà có thằng người nó lùng xỉn à. Lùng ba tắc. Có giỡn đâu. Khi mà mình á, cái chỗ đại chúng người ta đang ngồi gì mình đi ngang phải không? Cúi đầu đi ngang. Đi từ 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 ngang, đừng có sững người gì. Chạy ngang cái, làm ta hết hồn. Đó là gieo cái nhăn mà không tốt. Hiểu không? Phải hiểu là đi ngang từ từ từ, khum 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 đi ngang thôi. Khổng lão phu tử mà đi ngang một số người mù mà khổng lão phu tử nghe. Mà bước thầm nhẹ, sợ động người ta. Khổng lão phu tử. Cái tâm cung kính đó đó, thì con người mình á, sanh ra trong cái thời cuộc nào mình cũng đẹp hết chứ. Cao ráo. Hiểu không? Những đức lùng là biết rồi. Lùng xỉn là biết rồi. Này cũng kiêu ngạo lắm, đời trước cũng xạo. Kiêu ngạo.
cái mỏ này đời trước cũng nhiều chuyện nó nhọn quét mà. Thì biết cái mỏ mà nó nhọn là nhiều chuyện đó nha, nhiều chuyện bây đời này phải niệm Phật mà niệm niệm mười mấy năm nay đỡ nhọn rồi đấy chứ. Một cấp trước ở cấp trước vô tù mình 6-7 năm đầu nó còn nhọn, còn nhọn thấy ghê lắm trời. Mọi vị có thấy chụp hình hồi xưa thấy không, cái miệng gì đâu chụp hình quay phim rồi sao cái mặt mà không thấy cái mắt, cái mũi thấy cái miệng không, cái miệng gì, miệng gì bự thấy ghê trời, miệng bự kinh khủng. Có nhiều cô mà ở dưới ơi sao nói thầy, thầy con à, tôi ở dưới con ngồi con nhìn lên nghe thầy giảng sao con thấy hàm răng không trời, trời nói mà cỡ chết luôn. Thôi kệ chịu thôi, thôi chịu đựng rồi đúng không, nếu mà cái tâm trạng của người mình, cái tâm trạng của người mà nó không vui là giống như chạm sự ngại ngùng mắc cỡ đúng không, rồi là tổn thương đồ này kia không, bây giờ nó càng tổn thương nó càng nhọn. Bây giờ làm sao mà nó khoa, nó giải bài hết nó nhọn. Nên tất cả những người lé hô què hoặc tặc nguyền nha, mình phải chấp nhận sự thật là mình như vậy đó, thì con người mình nó sẽ mất đi cái tâm trạng nó liền à, hiểu không? Thí dụ như ngày xưa những đức cứ giấu cái hô á, không có dám cười, mà nó càng hay càng hô nghe. Khi mình không cười thì lúc nào cái mặt mình cũng như vậy mà kêu nó hết hô, nó lúc nào cũng gì sao hết hô. Nên mấy cái người mà hô đừng có bao giờ, vì là nó không có hết hô mà phải gì nè đang hết hô thì cái miệng mình nó cười xong nó nhặn nhặn vô từ từ, răng của nó sát sát vô. Nên mấy cái người hô bây giờ quý vị đừng có đi niềng răng, niềng răng 2 năm sau quý vị sẽ không cười luôn. Tuy niềng răng lại nhưng mà nó không có đẹp đâu, vì 2 năm sau không cười. Còn lỡ đi niềng răng cũng phải cười 2 năm đó nghe, phải cười thoải mái nghe, thì 2 năm sau mở ra thì nó mới có nụ cười. Còn nếu như đi niềng răng mà 2 năm không cười là 2 năm sau hết cười luôn. Mà con người đã hết cười rồi thì cái miệng này có đẹp cũng bằng không à, vì công nhận không? Bây giờ cái miệng của vị rất là đẹp nghe, lúc nào nó cũng chào cô, chào anh, ừ, đẹp không? Không còn đẹp, nhưng cái miệng mình sức môi, ha, sức môi, mà mình người ta đi nghe chào mình, ơ chào anh sức môi, ấy cả chị. Thấy chưa? Tự thấy không? Sức môi có duyên sức môi, thấy không? Nên cái nụ cười rất quan trọng, mới nói là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Vì ngồi nãy giờ vì thấy cười chưa? Nhưng Đức nói bữa nay vì khỏi ăn cơm cũng no nữa. Vì nó cười không mà no đó cho vị biết đó. Ừ, mà khi nó cười rồi quên đau chân nghe. Chứ gặp mà hồi nãy giờ mà lên đây, à chào quý Phật tử. Quý Phật tử hồi tối lễ Phật có khỏe không? Hồi tối có ngủ ngon không? Xong ở dưới, ngủ ngon lắm. Ngủ ngon lắm. Giờ hồi nãy giờ nói chuyện cái kiểu này, không ngủ hay không? Chứ cái giờ này là cái giờ hiu nè. Trời ơi, nói gì mà dưới kia có một bà kìa. Không biết bà nào, mấy bà kia quay li lịa. Ở dưới có một bà kìa. Trời ơi, có một bà kìa. Bà ngồi bà lại nè. Không mà tội nghiệp ghê nha. Đúng là nhiệt tình ghê. Bộ ngủ mà không dám đi ngủ mà ngồi đó. Cứ kéo mắt lên hoài mà sao. Ở trong kia ta nói ầm ầm đó nghe. Mà cười ầm ầm luôn á. Vậy mà ngồi. Không ăn ngộ nghe. Khi mà nó buồn ngủ nó cười. Nó cười cũng không đẹp nữa. Cái buồn ngủ mà. Tự nhiên thấy mấy bà kia cười. Cái bà làm nè. Thôi là cho nó không có tâm trạng. Nó không có tâm trạng sao nó cười như mình được. Hiểu không? Nên con người làm sao mà nó phải hoàn toàn tâm trạng nó phải vui thì nụ cười nó mới tuyệt vời, thấy không? Nên những đức nói nghe, mỗi buổi sáng thức dậy cười 10 lần. Tập đi, mấy bà làm nghe. Tôi làm nè. Sáng thức dậy rửa mặt đồ xong, cái đầu xong hết. Đứng. Không, tôi nói với bà cho tôi đào tóc đâu mà chảy đầu. Hiểu không? Cái này có tóc đâu mà chảy đầu. Vậy nó mà ngộ ghê, có cái bà hôm qua. Nhưng nó nói trời có nhiều bà sao bán ngủ ghê. Tự nhiên tặng mình mà tặng nguyên hộp lượt. Ngộ ghê thiệt chứ trời, nói bà ơi bà muốn tôi ra đời hả? Đầu chọc lóc mà tặng nguyên hộp lượt.
con gặp thầy con chúc cái gì? Chúc cho thầy mặn ăn phát đạt đó trời. Nói trời ba nè, chúc vua mặn ăn phát đạt. Gặp quý thầy đừng có chúc mặn ăn phát đạt. Có nhiều Phật tử người ta cũng nhiệt tình ghê thiệt chứ, gặp quý thầy mà chúc mặn ăn phát đạt. Rồi thầy mặn ăn phát đạt cái gì? Gì mà ba đem nguyên hộp lược ba cúng, ba tặng cho mình ba cúng dường nguyên hộp lược luôn. Với cái mặt kiến nó mới nói thôi bà tôi đẹp đẽ gì đâu mà kiến lược mà mệt ghê luôn. Nó chào thầy lâu lâu rồi tóc tai có chút đỉnh thì chạy thôi bà. Từng lễ cạo hai ba lần rồi tóc cộng nào còn đâu mà toàn lược mệt ghê. Gì đâu mà quá nhiệt tình luôn, thôi thôi tùy hỷ nhận luôn. Gặp cô nào có tóc tặng lại. Hiểu không? Nó nói không? Rồi gặp chúc thầy mặn ăn phát đạt. Ha, tiền vô như nước, tiền ra như dù rùa. Nó chạy tạo phạm rồi. Thôi. Hiểu không? Có nhiều người ha, ngộ nghe. Nên mình là Phật tử gặp cái thầy đừng có chúc mặn ăn phát đạt. Hiểu không? Rồi gặp cái thầy đừng có kêu ô thầy đẹp trai quá. Hiểu không? Tuy là cái câu đó tự nhiên thôi, đối những đức thì bình thường có gì. Nhưng mà gặp quý thầy mình đừng có nói quý thầy đẹp trai. Mà cái câu trong nhà Phật là thầy hảo tướng. Hiểu không? Đừng có nói quý thầy đẹp trai. Nó xã hội quá, hiểu không? Đó cái đó là cái văn tự vì dùng nó tương đối phù hợp một chút nha. Nó thấy không? Nó nên hồi nãy tới giờ mà cười cái này là quá đặc biệt rồi ha. Chúng ta nghe được Phật Pháp mà mình có tâm tha thứ là từ bi, mà có tâm bố thí là trí tuệ. Vì để ý từ tài thí, pháp thí, vô ý thí. Nếu như chúng ta có tâm bố thí thì tức khắc phước nó lớn như lắm. Như Phật dạy mình có tâm bố thí về tài thí thì nhất định là có tiền tài đầy đủ. Mà trong cuộc đời này chúng ta có của cải vật chất, tiền tài nó cũng tiện bề cho kết duyên. Chứ không có tiền sao kết duyên. Thí dụ giờ không có tiền sao mà rủ người ta về đông đúc gì mà mạnh dạn nói chuyện. Không có tiền khó mạnh dạn lắm. Bây giờ nói mạnh dạn mà xuống có cơm ăn. Nói sao được. Bây giờ quý vị rủ khách về nhà mà nhà không có điều kiện, dám không? Nên từ nơi đó hành đạo đòi hỏi phải có tiền. Đức Thích Ca Mâu Ni cũng vậy. Thí dụ như Đức Phật, Ngài hành đạo nhưng Ngài đi đến đâu là bao nhiêu người hộ trì Ngài. Nhà vua hộ trì, trưởng giả cư sĩ hộ trì, lo hết. Thì là người ta phải bỏ tiền ra Ngài mới hành đạo được. Nếu như bây giờ không có cắt bạc nào mà không ai hộ trì hết, lấy gì mà mình hành đạo đây? Nên từ nơi đó nhất định phải là có tâm bố thí về tài thí. Tại vì mình có cái tâm này thì mình có phước. Mà khi có phước thì có tiền. Mà có tiền thì kết duyên. Mà kết duyên thì có phước. Mà có phước thì có tiền. Cứ làm gì đó. Hiểu không? Nếu như quý vị bây giờ có tiền có phước mà quý vị không làm gì thì bây giờ trong mạng mình nó cứ như vậy. Nhưng mà có phước có tiền mà không làm là có họa. 100% luôn có họa. Bây giờ điển hình, quý vị để nước cho một cái chai, một cái ly, đậy lại không uống, nó hư. Còn tiền bạc có nhiều mà không làm việc thiện thì con hư đến. Con phá gia chi tử đến phá. Quý vị để ý có nhiều người họ tiện tặng keo kiệt vô cùng, nhưng mà khi con của họ thì xài thả ga. Lạ như vậy. Tại vì sao? Nếu con không xài gì tiền để làm gì? Tiền là nhất định phải lưu thông. Không lưu thông đường này thì phải lưu thông đường khác. Nếu như mình có trí tuệ để lưu thông được cái đúng đường thì tốt. Còn nếu như mình không lưu thông đúng đường thì con nó lưu thông giùm mình sai đường. Nên có rất nhiều người chúng ta giàu sang nhưng mà con lại hư, phá của cải, làm nhiều điều sai quấy. Nó rồi xong á, vì quá thương con trở thành mù quáng. Quá thương mà thành mù quáng luôn. Nhìn đứa con này nó không có một góc độ gì về giáo dục, nó cũng không có tâm từ bi, nó cũng không biết thương ai, nhưng mà lại hoàn toàn của cải để cho nó. Vậy là mình thông minh hay là mình tối dạ là biết liền.
Đó, nhìn nhận đi, cái sự thương của mình nó bị thiếu lý trí, đúng không? Rồi một đứa con hư hỏng mà để cho nó nhiều tiền để chi? Để nó càng đi tạo nghiệp thêm cơ hội. Một đứa con nó ác vô cùng mà để của cải cho nó nhiều thì nó càng có cơ hội tạo ác thêm. Nên chúng ta hãy nhìn con mình. Nếu như đứa con mình mà nó được tiếp nhận giáo dục có đạo đức thì đứa con này dù quý vị không để của cải nó cũng lập được sự nghiệp nữa. Quý vị phải nhớ rằng người xưa người ta nói á, ông bà cha mẹ mà để lại cho con một nền giáo dục còn hơn là để lại một món tài sản lớn cho con nữa. Còn nếu như con mình là vô dụng để tài sản cho nó thì cũng uổng công. Ngân hàng của chúng ta có thể có thời gian phát triển 10 năm, hoặc là cây xăng chúng ta có thời gian phát triển 10 năm, sự nghiệp chúng ta có thời gian phát triển 10 năm, 20 năm. Nhưng mà vào tay đứa con mình chưa được 1 năm thì phá sản. Vì sao? Vì nó không có bản lãnh, nó không có khả năng. Nên những đức khuyên tất cả những người giàu sang, quý vị nên dạy cho con quý vị một cái năng lực sống. Thí dụ như bây giờ một con người, người ta có thể lập ra một đất nước, nhưng mà để lại cho người sau không giữ nước được, quý vị nghĩ đất nước này chúng ta có cố công giành giật thì để lại cũng bằng không. Bây giờ chúng ta thấy có những vị chủ trì cực khổ xây một ngôi chùa trang hoàng nhưng để lại cho đệ tử thì không hoàng đạo được. Vì xây ngôi chùa có ý nghĩa gì không? Tài sản của chúng ta để lại rất là nhiều cho con, nhưng một đứa con vô dụng thì cũng là bằng không. Còn nếu như con mình từ khi còn nhỏ biết tu phước tu duyên thì đứa con của mình dù quý vị có để nó nằm ngay cái đống phân nhưng mà cái phước nó dẫn qua đống vàng. Còn nếu như đứa con vô phước, quý vị để cho nó sắp đặt sẵn hết luôn, cho nó cương vị, cho nó tiền tài, cho nó đủ thứ, cho nó hết, để lên đống vàng cho nó nằm, nhưng lạ tay nó lại bò qua đống phân nó nằm. Cái này là 100% luôn. Rất nhiều đứa con nhà giàu mà đi chích xì ke, quý vị coi đúng không? Chích xì ke ở tù, làm nhiều điều bậy bạ. Nhà giàu đi đua xe, té gãy tay gãy chân chơi vậy đó. Thì biết là rõ ràng. Tại vì sao? Vì từ khi còn nhỏ nó đã quá được thương yêu, quá được chiều chuộng. Và chúng ta không hiểu thì chúng ta lại nói cho con nghe một câu rằng: con khỏi cần làm cực khổ, khỏi cần động móng tay của con nè. Từ khi còn rất nhỏ luôn, 5-7 tuổi thôi, quý vị đùa đùa với nó chứ: nè con, tiền này của con này nghe, vàng này của con này nghe, kim cương hột sòn của con này nghe, sự nghiệp của con nè, cái này là của con không nè, nhất là mới sanh con trai đầu lòng, cái này là của con, của con. Giống như cho nó cảm giác quá thương đứa con này, cái gì cũng con con. Quý vị coi nó 4-5 tuổi, quý vị tưởng nó không biết hả? Nó biết hết, nhưng cái nói chuyện của nó là chưa nói rõ ràng thôi. Nhưng quý vị nói cái gì nó đều biết hết. Gieo vào chủng tử nó có một quan niệm của nó. Khi nó vừa có quan niệm là của nó thì nó không cần làm gì hết chứ. Vì nhiều quá làm chi cho cực. Bắt đầu là chỉ tay năm ngón, nó hành hạ người ta làm thuê làm mướn. Quý vị chỉ cần nhìn đứa con như vậy thôi thì biết đứa con này giao sự nghiệp cho nó là vô dụng, không có kết quả gì hết. Còn đứa con mà quý vị biết, quý vị giao cho nó mà kết quả là đứa con có tâm thương người. Nó có tâm thương người, người ta làm thuê làm mướn cho nó biết giúp người ta khi người ta cần, khi khó khăn nó giúp liền. Đó là nó biết dùng người. Khi nó biết dùng người thì nó mới lập được sự nghiệp. Con người mà không biết dùng người thì tức khắc không bao giờ lập được sự nghiệp. Dù có tiền nhiều cũng không lập được sự nghiệp nữa. Mà dùng người bằng cách gì? Dùng người không phải là hoàn toàn chúng ta chỉ có biết lấy chất xám người ta để tạo ra sự nghiệp cho mình, không phải đâu. Mà làm sao quý vị phải cho người ta được cái lợi ích thật sự, đó là biết dùng người. Con người thật sự ai mà không muốn cơm ăn áo bằng, cuộc sống đầy đủ. Quý vị muốn người ta lập sự nghiệp cho quý vị thì cái nhu cầu là cơm ăn áo bằng, cuộc sống quý vị phải lo cho người ta đàng hoàng, và phải có tình cảm đến với người ta chân thật. Như vậy thì là biết dùng người. Đã là biết dùng người như vậy thì nhất định quý vị sẽ lập được sự nghiệp là 100%. Từ xưa tới nay bất cứ một người nào thành đạt trong cuộc đời đều phải biết có tố chất dùng người. Còn nếu như chỉ biết có tiền mà xem con người như cỏ rác thì con người này không bao giờ thành tựu trong cuộc đời này lâu dài, mà còn bị người ta hại nữa. Tại vì sao? Vì mình không nghĩ người ta, mình chỉ biết nghĩ mình, đó là thất bại. Nên quý vị phải nhớ rằng cái tâm bố thí cực kỳ quan trọng.
Thí dụ như bây giờ những đức uống một cái ly nước, người ta lại hứng quá thầy, cố công mà uống vô luôn thì cũng nguy hiểm. Có những người, người ta gót nước nhiệt tình quá, hay là múc cơm cho mình cũng nhiệt tình quá, hay là bóc tô phở cho mình ăn cũng quá nhiệt tình. Chắc là họ ăn như vậy nên họ quen hay sao. Thí dụ như mình phải suy nghĩ gì, một ly nước hứng cho người ta thì phải lựa cái ly vừa thôi. Với cái cảm giác mình bưng ly nước mà mình thèm uống, một là vì cái ly nước trong, ly nước sạch, ly nước bằng giống như mây ca miễn trắng sạch, khi gót nước vào nước trong veo mà ly nước cầm lên tự nhiên cảm giác uống cái còn thèm, thì dùng ly nước đó để mà tiếp khách, hiểu không? Còn bây giờ quý vị mua cái ly trà bá gì hay cái quai bự thiệt là bự mà gót vô một cái gần nửa lít, quý vị gót cho người ta hàng xị hoặc nửa lít, một lúc đầy nguyên một ca, quý vị đưa người ta uống. Bây giờ cái cảm giác người ta uống nửa ly mà bỏ lại thì kỳ quá, mà uống hết thì uống không nổi thì làm sao đây? Quý vị coi thấy không? Đó cũng là một cái cách mà làm cho người ta cảm thấy sợ quý vị đó. Cách giao tiếp đó cũng gọi là cách giao tiếp thất bại, hiểu không? Thất bại đó. Vậy thì bây giờ lỡ mình uống cái ly nước mà còn dư một chút uống hết nổi rồi, giờ làm sao đây? Chúng ta bưng ra, chúng ta cầm ra cái gốc cây, chúng ta có một cái quan niệm rằng thôi hôm nay tôi uống miếng nước mà dư quá, thôi tôi nguyện cúng dường cho đại địa nghe, gót nước xuống cái gốc cây liền. Thì gốc cây vẫn cần nước mà. Chúng ta nhiều đời nhiều kiếp cũng từng là cây, cũng từng là đá, cũng từng là sỏi, cỏ, mà nhiều đời nhiều kiếp nó hội tụ duyên lại mới thành người nè. Vậy thì bây giờ chúng ta múc miếng nước uống ho không hết dư này, chúng ta cúng dường cho đại địa. Có tâm cúng dường, nên những đức mới nói rằng là có tâm bố thí là trí tuệ, hiểu không? Có tâm bố thí, đa dạng bố thí phải có tâm. Người ta làm một việc thiện gì đó, chúng ta có tâm tỳ hỷ, đây gọi là có tâm bố thí. Thí dụ như bây giờ mình đi đến dự một cái chương trình, ta là phát quà từ thiện. Có những người mình nghèo thì tâm mình thường keo. Vì nhớ nghe, có khi càng nghèo nó lại càng keo, mà có những người càng giàu nó cũng keo luôn nữa. Có hết, dạng này đều có hết. Chỉ có cái người nghe pháp hiệu thì mới cỡ mở, hiểu không? Thí dụ như đi đến một cái nơi phát quà từ thiện thì nhiều người đi đến nhận quà, thì trong đó có những người nhà giàu mà cũng đến nhận quà, mà quà tiền của là của người ta cho. Vậy mà trong lòng tức, giàu gì mà đi nhận tiền, thứ gì đâu, nhà hai tấm gì mà đi nhận tiền. Lỡ tức quá nói với cái người cho đồ, cô coi lại đi cô cho chi mà giàu quá mà cho làm gì, nó không biết. Quý vị mà chỉ cần có một cái tâm đó thôi thì quý vị biết rồi đó, biết mình sao rồi đó. Của người ta cho mà mình còn chưa cỡ mở nó, chứ đừng nói chi là của mình. Vậy thì nghèo chừng nào? Đờ đờ kiếp kiếp. Nó nghèo đờ đờ kiếp kiếp luôn. Chỉ cần mình có cái tâm tỳ hỷ là ai nhận người ta cho thì ai được thì mình mừng giùm. Vậy thì mình bố thí rồi, hiểu không? Thế thì coi chương trình khiếm thị, nếu như những đức mà như người ta đưa lên cái kế hoạch chương trình khiếm thị, toàn là những người mù mới sắp vô đây, những người què quặt mới vô đây được cho quà, còn những người khỏe sáng mắt thì không cho. Vậy thì cái ban tổ chức mình làm việc làm sao? Cái ban tổ chức mình sẽ phiền não chết được. Khi mà cái người này còn sáng mắt mà lỡ người ta nghèo thì sao? Ta dối tay người ta đưa cho tôi. Không không, nhà chùa chỉ cho người mù người què thôi, còn cô không được cho, không được nhận. Vừa mới có một cái tâm này thôi nghe, là tức khắc phản cảm với một chúng sanh. Trong cái làm đó nó có sự trở ngại, thấy không? Nên những đức đưa là kế hoạch là chương trình khiếm thị là chương trình xả sang tham. Xả hết có nghĩa là bất cứ ai đưa tay ra, ai nhận là đều tặng. Chúng ta không cần quan niệm người đó là ai, vì ai cũng một đời ngắn ngủi đi qua phải chết, và ai cũng tương lai làm Phật. Nên chúng ta bất cứ người nào nhận chúng ta tặng. Chỉ cần có tâm như vậy thôi thì quý vị làm việc bố thí vô cùng tự tại. Còn nếu như quý vị còn cái sự phân tách người giàu người nghèo thì quý vị sẽ có sự trở ngại khi đi bố thí, phiền não đó cho quý vị biết đó. Đã làm thì làm tới cùng, hết thôi, nghỉ thoải mái, đúng không? Phải có tâm vậy đó. Nhớ Phật đã nói rồi, càng bố thí thì càng nhiều.
Càng bố thí thì càng nhiều. Mà bố thí như thế nào mới nhiều? Bố thí đừng có suy nghĩ nó vô lại, thì nó nhiều, vô cùng nhiều, mà nó còn phong phú nữa, mà nó còn tự tại nữa. Vậy thì quý vị biết cái việc này, nếu những đức không làm sao những đức dám mạnh dạn nói? Những đức đã thí nghiệm rõ ràng luôn. Càng bố thí càng nhiều. Một con người ngoài đời không có phước gì cả, gặp được pháp môn niệm Phật này và tự tài thí pháp thí vô ý thí chăng thật là thay đổi số mạng luôn. Bây giờ quý vị ngồi trong đây nghe những đức nói câu nói này nghe. Những đức nói cái câu là có tâm bố thí nghe. Chứ những đức không hoàn toàn nói quý vị phải bỏ tiền ra bố thí liền đâu. Nhưng trước nhất là gọi là có tâm bố thí. Những đức nói câu là có tâm bố thí. Đã là có tâm bố thí thì nó có rất nhiều mặt bố thí, chứ không phải kiểu vị bỏ tiền ra, nghe gì rồi trong túi còn có 2 triệu chồng nó đưa, cuối cùng nghe ông thầy nói gì, bỏ ra 1 triệu cúng dường Tam Bảo, nghe thầy nói cúng dường kiểu này chắc có tiền nhiều, thôi bỏ vô 1 triệu cúng dường. Về chồng hỏi 2 triệu đâu, mày đi chùa mấy ngày nay, 2 triệu tao đưa mày đâu? Gặp chồng không biết tu á, hỏi tiền đâu? Tiền còn triệu, còn 1 triệu. Nghe thầy nói bố thí giàu sang, bỏ vô 1 triệu bố thí. Mày ngu quá, mà bị thầy Đức gạt mày rồi. Bây giờ tao nói mày, mày bỏ 1 triệu mày bố thí rồi nhiều đâu? Tao chưa thấy nhiều mà tao thấy mày mắc 1 triệu rồi đó. Mày bị thầy Đức gạt mày à? Mày khờ quá. Mấy ông thầy mấy ông khôn lắm, mấy ông làm bộ ông nói vậy thôi đó, mày biết không? Mày dại quá, bởi vì tao nói mày ngu lắm, không có tao là mày chết. Mà vừa vô chùa là bị thầy gạt 1 triệu liền, mày thấy chưa? Từ hôm nay mày đi chùa nữa là mày gãy chân gãy cẳng với tao. Biết thấy chưa, thất bại thấy chưa, thấy không? Nên những đức mới nói câu là có tâm. Những đức nói có tâm chứ những đức không kêu vị bố thí liền, thấy không? Còn cái người mà bố thí cúng dường là do vì hiểu mà làm, chứ không phải là nghe để kêu người ta nói là đây bố thí là nhiều tiền, có nhiều tiền để kêu người ta bỏ vào, không phải. Mà những đức muốn quý vị có tâm là để vị hiểu biết để bố thí, nghe từ từ đi rồi hiểu biết để mà làm, hiểu không? Hiểu biết để mà làm thì quý vị coi, bây giờ chùa mình người ta về ào ào như vậy, quý vị coi cái lượng chùa mình sống ở trong đây, quý vị coi mà như mấy ngày lễ quý vị nghĩ đơn giản không? Nếu mà không có một số tiền lớn lớn cầm trong tay thì dám làm không? Mà quý vị thấy mấy bữa nay những đức nói chuyện, có bữa nào những đức kêu vị bố thí không? Mà cũng không bao giờ những đức để một cái thùng gì ngoài trước kêu vị bỏ vào tiền cúng dường xây dựng, không có cái thùng đó nghe. Đều là mấy cái thùng để tự nhiên ai muốn cúng cúng kệ người ta, thấy không? Trong khi chùa xây dựng quá trời luôn, nhìn thấy rõ ràng đó, nó làm xác thực luôn á, mà xây chưa xong người ở rồi đó, nó quý vị nằm đó, chưa xong là nằm rồi đó. Nó còn hai cái phòng kia thì vừa xong rồi là đòn ở trước đó. Hai cái nhà mà nghe nhà ăn xích lại đó là chưa xong, chùa chưa ở cho người ta ở trước rồi đó. Đó rõ ràng không? Rồi bên kia là quý vị bữa nay qua bên Đại Tùng Lâm nè, quý vị thấy nè, 4 vị trí nhà bự song song với nhau đang xây, từ đây tới Tết có thể xong. Nó hòa thượng xây, những đức cùng với hòa thượng, đệ tử mà hỗ trợ với thầy chứ. Thầy già 81 tuổi rồi quý vị coi, thì hòa thượng là có cái duyên xây dựng đứng ra thì mình phải lo chứ, lo hết mình chứ, vì nói chuyện giỡn hả? Tài chính phải lo chứ, hòa thượng già rồi, xây cũng để lại cho mình chứ để lại cho ai? Đó nên phải cố gắng. Quý vị bữa nay qua bên bển đi, rồi buổi chiều á thì những đức có 1-2 chiếc xe gì đó, rồi nhờ một số Phật tử đoàn á, mình quen quen qua trễ một chút, một số người người ta đến đây, người ta cộng tu xa xa, chở người ta qua bển giùm cho người ta, hiểu không? Kệ đi, mình làm phước duyên đi, hiểu không? Mà bây giờ những đức nói với mấy anh tài xế chở người ta đi, có tốn bao nhiêu xăng dầu đâu, hiểu không? Mình gan phải dám làm, tu phước tu duyên chút, hiểu không? Đó nên những cái đò mà ta xa đến nè, rồi xe mình cũng 4-5 chiếc đó, rồi chở qua chở lại, mà xe mình xe nhí không à, xe lam, xe nhỏ, xe 16 chỗ được không à, không có xe lớn 50 chỗ. Mai mốt ai cũng dường chiếc 40 chỗ đi, tôi chở vòng vòng chứ. Thì cũng dường chiếc 40 chỗ, như đứng chạy cho quý vị coi.
nay đi chạy xe 16 chỗ ngon lành, nay chạy 40 chỗ là bình thường, gì khó vậy? Thấy không? Nên từ nơi đó, không mà nói gì có người cúng chứ không giận đâu nghe. Có người ta nói câu này, con đến đây mà con muốn cúng cái gì cho thầy mà không biết cúng cái gì, nghe thầy nói vô mánh. Thằng chút qua gặp thầy thôi, để con cúng chiếc xe 40 chỗ cho thầy, chứ có 1 tỷ mấy cái gì đâu. Nên từ nơi đó mới đâu có người ta phát tâm, kệ chùa đang cần cái xe 40. Tại vì sao? Thấy chùa bây giờ đi tới luôn nhiều quá, với chương trình mà người mắc trong chùa nhiều quá, phải chở đi, chở Phật tử đi. Nó xe 16 chỗ thấy bé, với mấy cô mình lâu lâu nhà Đức cho đi đi mua đồ này kia, đường chiếc 40 chỗ là chở cái vèo hết trơn luôn. Xe 16 chỗ chạy mấy chiếc lượt, mắc công quá. Nên từ nơi đó mà chùa mình là sử dụng nhiều đó. Nó gửi vị qua bên kia, bị coi xây dựng quá trời bên kia luôn, mà bên đây nữa tràn lan đại hải, đúng không? Nhưng mà chúng ta về đây là quý vị mang một cái tâm nhận đức mừng, nhất là quý vị vui và khỏe là được rồi. Được rồi, nhiều thôi. Còn ngoài ra những việc khác vị khỏi cần bận tâm tới đi. Rồi tượng Phật đâu nè, chúc mấy chú đi chuẩn bị phiếu tặng tượng Phật. Những đức chiến này đặt tượng Phật rất là nhiều. Nó cái lượng tượng Phật cho đức đặt là nhiều lắm đó. Hôm qua giờ tặng cũng dữ lắm rồi đó. Rồi chúc quý vị luôn cười vui vẻ nha. A Di Đà Phật. À, chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, chúng ta về đây tu 3 ngày để đảnh lễ 1500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. À, mỗi thờ tu chúng ta đều có cúng thiết thực và phóng sanh. Mình về đây, người thân mình mắc chưa siêu thoát cũng về đây, những người mang nghiệp phá thai, hương linh thai nhi cũng về đây. À, vừa nghe pháp tu xong mà cái tâm trạng ai cũng vui vẻ an lạc, nên khi cúng thiết thực thì chắc chắn là người ta hưởng tài thọ thực rất là nhiều. Và chư hương linh về chùa nếu thích thì ở đây tu, nương vào bổ nguyện Di Đà để cầu sanh cực lạc. Nên buông xuống cái tâm đòi nợ, cái tâm quán thù. Vì mang cái tâm quán thù đòi nợ nó khổ lắm, nó đọa lạc đờ đờ kiếp kiếp mà nó không ra được. Nên quá giải cái tâm nó đi. Phật dạy mình là quan gia nên giải, không nên kết. Khi quý vị mang tâm hận thù thì trong lòng mình cảm giác nó khổ trước. Nên từ nơi đó mà nghe Phật pháp nên quá giải cái tâm hận thù. Nên buông xuống cái tâm hận thù mà nương vào bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Và chúng ta đem công đức này nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, và hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị và hàng Phật tử khắp nơi nơi. Ai cũng có sức khỏe và bồ đề tâm kiên cố, gặp được pháp môn niệm Phật đều quyết chí niệm Phật, cả đời này không thay đổi phương pháp tu, để cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai. Tất cả những người chết mà chưa được siêu thoát, hay những người mắc trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới, rất là nhiều người nhờ cái công đức này hồi hướng cầu siêu cho tất cả những chúng sanh đó. Nhờ cái công đức này mà quý vị hưởng được nên tâm trí sáng suốt, biết nương vào bổ nguyện của Phật, niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc mới luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhờ đặng Phật tự chúng ngã kim tí nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất tiết từ công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiệt, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo, như đăng ngô tình chung ngã kim ti nhờ cung. Dị tự công đức vô cập nhất thiệt, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo, như đăng cô hồn chung ngã kim ti nhờ cung. Từ thực biến thập phương nhất tiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiệt, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo, án mục lụng lăng ta bà ha,
án mục lục lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã nga nắng tam bà và việt nhật ra hồng, án ngã nga nắng tam bà và việt nhật ra hồng, tam bà và việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, Nam mô xá sanh tam Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, Nam mô xá sanh tam Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, nụ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Chùa mình thường những ngày lễ là phóng sanh nhiều lắm, nên cái công đức phóng sanh giúp cho chúng ta được bình an và sức khỏe tốt. Tại vì mỗi một con người chúng ta ai cũng ham sống và sợ chết, thì mỗi một con vật nó đều ham sống và sợ chết. Nên trong gia đình mình, dù có con vật gì đến nhà mình, con gà, con heo hay con vịt, con chó, con mèo gì, quý vị phải nhớ rằng không có duyên không gặp nhau ở cuộc đời này. Từ nơi đó mà có khi những con vật đó, có khi là ông bà cha mẹ mình mà tạo nghiệp mà đầu thai lại vì cái tâm ái nhiễm mà sanh vào gia đình mình. Nên chúng ta thương yêu, còn đeo máy niệm Phật cho nữa, chứ đừng có đánh đập. Tuy là họ không nói được nhưng họ vẫn biết mình thương họ hay mình ghét họ. Nên mỗi một chúng sanh đều biết hết, quý vị. Nên cái công đức phóng sanh này giúp cho chúng ta tâm từ bi phát triển. Và nhờ cái tâm từ bi phát triển mà tiêu cái nghiệp chướng từ tâm. Nên tất cả các cháu còn nhỏ mà các con được dự lễ phóng sanh được, biết ăn chay niệm Phật được, các con sau này thành tựu lớn dữ lắm. Nên đứa nào mà lớn lên không được thành tựu nhưng nhờ biết Phật pháp sớm, biết tu hành, biết ăn chay phóng sanh thì tự nhiên phước duyên nó lớn lên, nó chuyển cái nghiệp rồi tự nhiên sau này các cháu thành tựu. Nên các cháu này sau này lớn lên hiếu với cha mẹ lắm. Hồi tối nhìn các cháu lại 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thấy không? Từ nơi đó mà nhờ đại chúng mà các con lễ được rất là đặc biệt. Nên cố gắng còn ngàn lại nữa, chiều nay ở đây lễ cho đàng hoàng, thì cái công đức rất là lớn để hồi hướng cầu an cho cha mẹ. Cha mẹ mà nhìn thấy tự nhiên cha mẹ vui lòng vô cùng. Cho cha mẹ bao nhiêu tiền cũng không bằng nhìn thấy con mình như vậy. Nên tất cả các cháu vô đây ngoan ngoãn, biết nghe lời quý thầy, tự nhiên duyên phước các cháu rất là lớn. Hoàng Phật tử cũng vậy, về đây mình tu hành nghiêm túc đàng hoàng, làm lễ phóng sanh đồ, tự nhiên tâm trạng mình thoải mái.
nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị sức khỏe tốt để mà lễ được 1000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm nữa, ai cũng vui vẻ đi về. Chúng ta đọc tam quy y cho những con chim này: quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta cùng niệm Phật vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tỉnh độ. Mời quý vị xuống chai đường dùng cơm nha. Chúc quý vị luôn luôn an lạc. A Di Đà Phật.